Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 57. Tần Lâm cười nói. Bây giờ tôi là dao thớt, ông là cá thịt, ông còn dám kiêu ngạo với tôi à? Tôi thấy có vẻ ông cũng không muốn sống nữa đâu nhỉ. Anh bước từng bước lại gần, Tiêu Thần hết đường chạy, nằm bệt xuống đất, lo sợ bất an. Mày đừng lại đây. Tôi lại đấy thì làm sao chứ? Nhà họ Tiêu lợi hại như vậy, Tần Lâm tôi muốn xem bản lĩnh của ông. Nhưng mà tôi thấy người làm cha như ông cũng chẳng có gì tốt đẹp. Tần Lâm đạp một phát trúng mặt Tiêu Thần, Tiêu Thần mặt mày đầy máu hét toáng lên. Bây giờ tất cả người nhà họ Doãn đều ôm đầu bịt tai, không dám lên tiếng, ở trước mặt Tần Lâm, run lẩy bẩy, miệng câm như hến. Bốp bốp bốp, Tần Lâm không hề khách khí, cho Tiêu Thần một trận, cuối cùng Tiêu Thần chỉ có thể ôm lấy Tiêu Vân Phi, bố con ôm nhau, nương tựa lấy nhau, trông vô cùng đáng thương. Có điều người đáng thương nhất định phải có chỗ đáng hận, không có ai thương hại bọn họ. Tiêu Thần mặt mày sưng húp, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nhà họ Tiêu bọn tao nhất định sẽ không tha cho mày, có bản lĩnh thì mày đừng đi, nếu không tao sẽ khiến mày hối hận. Tần Lâm khoanh tay trước ngực, ngồi giữa đại sảnh, nổi hứng nhìn Tiêu Thần. Thật không, vậy thì được, tôi muốn xem ông làm được gì. Tần Đại Sư, cậu mau đi đi, mặc dù cậu giỏi võ, nhưng phép vua thua lệ làng. Doãn Chấn Tử vô cùng lo lắng, lúc này Tần Lâm đã đánh bại hết người mà Tiêu Thần đem đến rồi, cách tốt nhất là rời đi, một khi thả hổ về núi, Tiêu Thần nhất định sẽ không để yên. Nỗi lo của Doãn Chấn Tử cũng là nỗi lo lắng của Doãn Thu Ca, Tần Lâm chưa từng sống ở thành phố Khang Bình, không biết nhà họ Tiêu có thế lực thế nào. Doãn Thu Ca vội vàng nói, sư phụ, chúng ta mau đi rồi, tí nữa là không kịp đâu. Tần Lâm cười nói, chúng ta đi rồi, ông Doãn sẽ bị liên lụy đấy. Doãn Chấn Tử cười nói, tôi già thế này rồi, bọn họ còn làm gì được tôi nữa đây? Lúc này Doãn Thu Ca mới nhớ ra, ông nội còn ở nhà họ Doãn, đến lúc đó nhà họ Doãn mà không tìm được họ thì sẽ lôi ông nội ra để uy hiếp. Doãn Thu Ca kéo tay ông nội. Ông nội, hay là ông đi cùng cháu đi? Đây là nhà ông còn đi đâu được chứ? Cho dù có chết, ông cũng phải chết ở nơi ông đã sinh ra và lớn lên. Doãn Chấn Tử ung dung bình tĩnh, ông đã qua tuổi thất tuần, còn sợ điều gì nữa chứ? Sống và chết đã không còn là thứ ông quan tâm nữa rồi, đặc biệt ông còn là bác sĩ, đây cũng là điều bình thường của tạo hóa thôi. Trời nổi gió rồi, nên để nhà họ Tiêu phá sản thôi. Tần Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, mấy chiếc lá nhẹ nhàng rơi trên đất. Lúc này, Tần Lâm tóm lấy một chiếc, xé làm đôi. Thằng khốn, hôm nay Tiêu Thần tao phải xé mày thành trăm mảnh, tao phải khiến mày sống không bằng chết. Tiêu Thần vô cùng tức giận, ông ta chưa bao giờ chịu nhục thế này, không chỉ mình, mà con trai mình cũng bị đánh đến mức suýt tàn phế. Bây giờ người ta đang ngồi lên đầu lên cổ ông ta nhất định sẽ trả lại tất cả. Ở thành phố Khang Bình này, không có ai dám đối xử như thế với ông ta cả. Cho dù anh có là ai, Tiêu Thần tôi cũng có thể khiến anh khuynh gia bại sản, khiến anh chết chắc. Tiêu Thần gọi điện thoại, ánh mắt trở nên hung ác. Anh Lưu, anh mang theo người của anh đến đây một chuyến, sau chuyện này bao nhiêu tiền em cũng chi. Doãn Chấn Tử sợ hãi nói. Tiêu Thần gọi điện cho Lưu Sẹo rồi, chết rồi, hắn là trùm của cả thành phố Khang Bình này. Chính là tên Lưu Sẹo giết người không chớp mắt đấy. Chẳng phải hắn đã sớm rửa đao gác kiếm rồi sao? Cháu nghe nói hắn không làm mấy chuyện này nữa mà. Doãn Thu Ca sợ hãi, cô biết tên Lưu Sẹo này, ở thành phố Khang Bình, người lớn trẻ nhỏ không ai là không biết, dùng Lưu Sẹo để dỗ trẻ con ngủ còn hiệu quả hơn cả gấu đen. Đứa trẻ nào nghe thấy Lưu Sẹo đến rồi là ba chân bốn cẳng chạy đi ngủ, cái tên này có thể khiến trẻ con ngừng khóc. Tôi xin anh, sư phụ, anh mau đi đi, anh không đấu lại bọn họ đâu. Anh rất giỏi võ, nhưng Lưu Sẹo là ông trùm thành phố Khang Bình, hơn 10 năm qua, không ai dám đối đầu với hắn, đàn em dưới tay hắn cũng phải 800 người. Doãn Thu Ca hoảng sợ nói, Tần Lâm đúng là giỏi võ, nhưng một mình khó đánh lại nhiều người, uy danh của Lưu Sẹo luôn khiến người ta sợ hãi. Doãn Chấn Tử trầm giọng nói, đúng vậy Tần Đại Sư, hai người mau đi đi, không cần đấu với họ đâu, tôi già rồi, cho dù có chết cũng phải ở lại chốn này. Tần Lâm cười, cầm điện thoại lên, gọi cho Đồng Phương Châu. Không đi, tôi muốn xem
tên Lưu Sẹo trong truyền thuyết này có đánh ngã được tôi không? Alo, Tần đại sư à? Tần Lâm nói. Tôi đang ở thành phố Khang Bình, ông có biết Lưu Sẹo không? Bây giờ tôi đang bị người ta bao vây. Đông Phương Châu trầm giọng nói, Lưu Sẹo là cái quái gì? Dám tỏ vẻ với Tần đại sư, hắn muốn chết à? Lưu Sẹo, tên này dám chọc giận Tần đại sư sao? Mặc dù tôi cách chỗ đấy hơi xa, hơi ngoài tầm với, nhưng tôi sẽ đích thân đến đấy một chuyến, dám động vào Tần đại sư, ông trời cũng không cứu nổi đâu. Tần Lâm hỏi, mất bao lâu? Đông Phương Châu nói, chắc cũng phải nửa tiếng. Tần Lâm nói xong liền cúp máy. Tôi chỉ cho ông nửa tiếng. Đông Phương Châu trầm ngâm trong chốc lát, nói với người đứng bên. Chuẩn bị 10 chiếc trực thăng, đưa theo khoảng 500 người, đến thành phố Khang Bình với tôi. Vâng, ông chủ. Doãn Trấn Phong cười khẩy nói, một ông già hơn 70 tuổi đầu mà không biết xấu hổ vẫy đuôi xin xỏ Tiêu Thần, điều này khiến Doãn Trấn Tử thở dài. Tiêu Thần cười híp mắt nói, mấy người một lòng một dạ như vậy thì chết hết đi cho tôi, Lưu Sẹo ra tay ác lắm, hy vọng ba người chịu nổi. Một lúc sau, có hơn 20 chiếc xe đỗ ngoài cổng nhà họ Doãn, mà lúc này, đám côn đồ đông như kiến rầm rầm chạy vào. Mẹ kiếp, là tên khốn nào dám động vào anh em của tao? Một tiếng gầm thét đầy tức giận vang lên, khiến Tiêu Thần giật mình, nhắc đến Tào Tháo đến rồi, Lưu Sẹo đến nhanh thật. Doãn Trấn Tử và cháu gái nhìn nhau, sợ hãi, nhìn thấy cả trăm người trước mắt, đứng chật kín cả sân nhà họ Doãn, thế này thì ai dây nổi chứ? Lưu Sẹo quả nhiên danh bất hư truyền, ngang ngược kinh người, không thèm nói lý. Hơn 100 người vây trước đại sảnh, khiến người ta nhìn mà hoảng sợ, nhà họ Doãn run rẩy, bọn họ chưa bao giờ gặp qua tình huống này. Chân Lưu Sẹo khập khiễng, khuôn mặt to tròn, bụng phệ, trên mặt còn có một vết sẹo, kéo dài từ khóe mắt xuống cằm, đây là lý do người ta gọi hắn là Lưu Sẹo, nhưng không có dám gọi thế trước mặt hắn. Tiêu Thần ôm mặt, vô cùng xấu hổ, mất mặt quá. Anh Sẹo, cuối cùng anh cũng đến rồi, em ở đây ạ. Lưu Sẹo mặt đầy vẻ hung dữ, lạnh lùng nói. Ha ha ha, cậu bị đánh thành ra thế này à? Chuyện gì đã xảy ra, nói đi, tôi ở đây, ai dám động vào một cọng lông của cậu, tôi đánh nó tàn phế. Tiêu Thần nghiến răng nói. Là cậu ta, người của em đều bị cậu ta đánh. Anh Sẹo, hôm nay anh nhất định phải giết cậu ta cho em. Giết người à, thế thì phải thêm tiền đó, ha ha ha. Lưu Sẹo nhìn Tần Lâm, cười ha ha mà nói. Nghe nói mày đánh mấy chục người của em tao, cũng có chút thực lực ấy nhỉ, có muốn so mấy đòn với tao không? Tần Lâm cười nói. Mày không xứng. Hòn đá ném vào mặt Hồ Yên ả. Khiến mặt Hồ dậy sóng. Cả nhà họ Doãn đều lặng như tờ, không ai ngờ, đối mặt với tình thế kinh khủng thế này mà Tần Lâm vẫn không hề sợ hãi, còn đối đầu với Lưu Đại Ca, đây chẳng phải muốn chết sao? Ha ha ha! Lưu Sẹo tức giận cười phá lên, hắn không ngờ thằng nhãi này lại hung hăng đến vậy, nhìn thấy đám người đông như kiến ở sau lưng mình mà vẫn không sợ, còn khiến mình nổi giận. Lưu Sẹo lạnh lùng nhìn Tần Lâm. Mày không sợ chết nhỉ? Có điều hôm nay mày dây nhầm người rồi, Lưu Sẹo tao không phải loại dễ chơi, còn muốn lăn lộn ở thành phố Khang Bình này, mày là cái thá gì? Mày có tư cách này sao? Đừng nghĩ có chút võ, đánh được mấy tên loi choi, mà không sợ trời không sợ đất, khinh thường mọi người, mày có tin, tao muốn giết mày cũng dễ như bóp chết một con kiến không? Không tin. Mày. Lưu Sẹo sững sờ, tên này không biết tán dóc à, đây chẳng phải khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt sao? Như vậy sao nói tiếp được? Mày được lắm, dám tỏ vẻ với tao, ha ha ha, hôm nay tao sẽ khiến mày mở rộng tầm mắt, ở thành phố Khang Bình này mà dám đối đầu với tao thì sẽ có kết cục như thế nào? Lưu Sẹo chống eo, đốt điếu thuốc, ai có tiền người ấy là anh em của hắn, lần này Tiêu Thần xảy ra chuyện, ít nhất cũng tốn 20 triệu. Giết người với hắn mà nói quá đơn giản, thuộc hạ dưới tay Lưu Sẹo hắn ít chắc. Doãn Thu Ca nắm chặt tay Tần Lâm mà nói, cúi đầu, cô đã chuẩn bị sẵn để liều chết rồi. Sư phụ, anh ở đâu tôi ở đấy, tôi theo anh. Lưu Sẹo cười khẩy. Được, có tình có nghĩa lắm, tao sẽ để bọn bây chết chung. Mấy thằng oát còn dám tỏ vẻ với tao, năm nào tao cũng làm thịt vài đứa. Giết bọn nó đi. Lưu Sẹo tức giận quát một tiếng, hắn nhíu mày, tên này cứng đầu thật,
nhưng tao muốn xem mày còn cứng được đến lúc nào. Khi tất cả mọi người cùng xông lên, chuẩn bị ra tay, 10 chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời, che kín khoảng trời nhà họ Doãn, gió từ cánh quạt khiến mặt ai cũng biến sắc, tóc tai rối loạn. Mẹ kiếp ai vậy? Lưu Sẹo nghiến răng nói, kiểu tóc của ông đây bị thổi loạn rồi, bụi đất tung quay, mọi người đều ôm mắt ôm mũi, nhìn lên trời. Tiếng cánh quạt vô cùng chói tai, khiến da đầu người ta tê dại, 10 chiếc máy bay trực thăng chuẩn bị hạ cánh rồi, sắc mặt mọi người tái mét, chuẩn bị chạy, nếu cánh quạt mà lia qua thì bọn họ chết chắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng động vang trời của máy bay trực thăng khiến ai cũng sợ hãi, 10 chiếc máy bay trực thăng chiếm trọn cả sân nhà họ Doãn, may mà sân nhà họ Doãn đủ rộng nếu không chắc không hạ cánh được. Xung quanh toàn là vườn trồng thuốc, lúc này đều trở thành bãi đất hoang, bị gió thổi nát bét, nhưng Doãn Trấn Phong không đủ thì giờ để quan tâm đến mấy cái này, bây giờ giữ được mạng là tốt lắm rồi. Ai cũng híp mắt, nhìn 10 chiếc trực thăng, rốt cuộc người này có lai lịch thế nào. Nhiều máy bay trực thăng đậu trong vườn nhà họ Doãn vậy, bây giờ Doãn Trấn Phong còn không dám đánh giám. Trước mặt có Chủ tịch Tiêu và Lưu Sẹo, ông ta đã không dám nói rồi. Bây giờ lại có thêm 10 chiếc trực thăng, có vẻ đám người mới đến này cũng chẳng có ý tốt. Doãn Trấn Phong khổ sở, tôi chọc vào ai không biết. Bây giờ nhà họ Doãn trở thành bãi chiến trường của mấy đại ca này, còn tôi phải ở bên run lẩy bẩy. Cả nhà họ Doãn đều sợ đến mức mặt mày tái mét, bọn họ chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ, vừa nãy Lưu Sẹo đến mang theo mấy trăm người đã khiến bọn họ sợ mất mật rồi, bây giờ lại lòi đâu ra 10 chiếc máy bay trực thăng. Điều này khiến bọn họ không chuẩn bị nổi tâm lý, một Doãn Thu Ca có thể dẫn đến nhiều vấn đề vậy sao? Đều tại Doãn Thu Ca, nếu không tại cô ta, nhà họ Doãn sao bị mấy ông chủ lớn bao vây công kích được? Đúng vậy, cứ gả cho Tiêu thiếu gia không tốt à? Đằng này cứ đòi ở bên một tên nghèo rách, còn chơi trò tình yêu thầy trò, tôi khinh. Mấy người bớt bớt cái mồm lại, khẻo rước họa vào thân. Người nhà họ Doãn không ngừng lùi về sau. Trong sân vườn, vô số người đang đứng đó hít bụi. Cuối cùng máy bay trực thăng cũng đáp xuống, tất cả cửa đều được mở ra, một đám người mặc đồ đen rầm rầm bước xuống. Mỗi chiếc trực thăng có khoảng 20-30 người đi xuống, đây không phải máy bay trực thăng cỡ nhỏ mà là cỡ lớn, một chiếc cũng phải 50-100 triệu, 10 chiếc máy bay trực thăng này nhiều người cả đời cũng không dám mơ. Sắc mặt Lưu Sẹo trầm xuống, đám người này chẳng nhẽ nhằm vào mình. Hơn 300 người mặc đồ đen sau khi đi xuống máy bay liền đứng thành hai tháng, trên chiếc máy bay trực thăng cỡ nhỏ, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen trắng đeo kính râm, từ từ đi xuống, đằng sau còn có tứ đại kim cương. Trong mắt Lưu Sẹo co lại, sắc mặt thay đổi. Tần Lâm bình tĩnh nói. Chậm một bước là tôi bị đám người này xé xác rồi. Đông Phương Châu cười gượng, lúc này tim Lưu Sẹo như chìm xuống vực sâu. Mẹ kiếp, tai họa đến rồi. Lúc này, không chỉ Lưu Sẹo mà ngay cả Tiêu Thần và Doãn Trấn Phong cũng tái mét mặt, tên Tần Lâm này có thể gọi một người máu mặt đến thế đến sao? Ngay cả Lưu Sẹo cũng phải ngoan ngoãn. Chờ chút, hắn vừa bảo là ông chủ Đồng, chẳng nhẽ là trùm tỉnh An Tây sao, Đồng Phương Châu được mọi người mệnh danh là Đồng Vô Địch sao? Tiêu Thần toát hết mồ hôi, suýt nữa ngã xuống đất, nếu người này thực sự là Đồng Phương Châu thì hôm nay mình chết chắc rồi. Lúc này, Doãn Thu Ca cũng không ngờ, sư phụ lợi hại đến vậy. Gọi được ông trùm tỉnh An Tây đến, cái tên ông chủ Đồng này, cho dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, Lưu Sẹo ở trước mặt Đồng Phương Châu cũng chỉ như một thằng nhãi nghịch đất thôi, chẳng là cái thá gì cả. Sư phụ ngầu quá. Doãn Thu Ca tôn sùng nhìn Tần Lâm, khuôn mặt đẹp trai, ung dung không sợ, tất cả mọi người đều cúi đầu trước anh, đây mới là ông trùm thật sự. Kẻ mạnh vĩnh viễn không sợ bất kỳ ai. Cho dù Lưu Sẹo có đem đến cả trăm người, Tần Lâm vẫn bất động hiên ngang, hóa ra anh đã chuẩn bị trước rồi, lúc này, ngay cả Đồng Vô Địch cũng phải cẩn thận trước mặt sư phụ. Doãn Trấn Tử cũng sững sờ, trước giờ ông không thể nào ngờ Tần Đại Sư lại có chiêu này. Bọn họ vốn cho rằng Tần Đại Sư chỉ là một bác sĩ trói gà không chặt. Có vẻ như Đồng Phương Châu đúng thật nể mặt Tần Đại Sư, lần này đám người kia gặp phải người khó chơi rồi. Doãn Trấn Tử cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như mắt mình không hoa, Thu Ca quả thật không nhìn nhầm người. Đồng Phương Châu trầm giọng nói. Tần Đại Sư nói đùa rồi, ai dám động một ngón tay vào cậu, tôi nhất định khiến hắn chết không chỗ chôn thây.
khóe miệng Tiêu Thần Khô không khốc, lúc này, ông ta vô cùng bối rối, sân trước bị bao vây thế này, cho dù là một lỗ chó cũng không có, ông ta không trốn vào đâu được. Ông chủ đồng, chuyện này em không biết gì ạ, Tần đại sư là khách quý của anh, em đâu dám bất kính với cậu ấy đâu, đây đều tại Tiêu Thần. Tên này muốn đối phó với Tần đại sư, ông chủ đồng, anh nhất định phải dạy cho hắn một bài học, nếu không anh cứ sai bảo, em sẽ ra tay, xem em xử chết hẳn. Lưu Sẹo nghiến răng nghiến lợi nói, trợn mắt nhìn Tiêu Thần, lúc này để bảo vệ bản thân, Lưu Sẹo chẳng quan tâm nhiều nữa, Tiêu Thần bảo mình đến, nhưng để giữ mạng, hắn chỉ có thể xoay họng súng, nhắm vào Tiêu Thần. Tiêu Thần run lẩy bẩy. Anh Sẹo, anh, sao anh có thể làm vậy? Bị Đồng Phương Châu cùng Lưu Sẹo nhằm vào, cả trăm người đang nhìn chằm chằm ông ta, lúc này nhất cử nhất động của Tiêu Thần đều bị người ta quan sát. Bây giờ Tiêu Thần khổ tâm kinh khủng, đều tại Tiêu Vân Phi táng ra bại sản này gây ra, nếu không vì nó, sao mình lại bị động như vậy chứ? Lưu Sẹo là cái loại không nghĩa khí, dám lấy ông ta ra để khai đao. Lưu Sẹo tức giận mắng, mày đừng kéo tao xuống bùn cùng. Mẹ kiếp, ai là anh em với mày, mày đừng có không biết xấu hổ, tao không anh em gì với mày hết, Tần đại sư là người như thế nào mà mày dám động vào? Đồng Phương Châu hỏi nhỏ. Tần đại sư, cậu xem nên xử lý thế nào? Tần Lâm cười nhìn Lưu Sẹo. Vừa nãy chẳng phải ông còn giáo huấn tôi sao? Bây giờ rốt cuộc về phe ai đây? Lưu Sẹo mặt mày cứng đờ, cười gượng. Tần đại sư nói đùa rồi, chuyện giữa chúng ta chẳng qua là hiểu lầm thôi, vì tôi không biết, nếu cậu nói mình quen ông chủ đồng từ trước thì hà tất phải vậy. Cậu nói có đúng không, chỉ cần một cuộc điện thoại của ông chủ đồng là mọi việc đều được giải quyết. Tần Lâm bất lực nói. Ừ, ý ông là đều tại tôi hửng, tôi không bảo với ông là lỗi của tôi hửng. Lưu Sẹo tái mét mặt, sợ muốn khóc, khóe miệng giật một cái, có vẻ như Tần đại sư không định bỏ qua cho hắn. Không không không, Tần đại sư, cậu nhầm rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi, mong cậu bỏ qua cho. Ông hỏi ông chủ đồng đi, dù sao ông chủ đồng cũng đến rồi, tôi cũng không muốn nói nữa. Tần Lâm ung dung mà nói, Đồng Phương Châu nhất định biết trái phải, nhiều năm làm trùm tỉnh An Tây như vậy, không cần Tần Lâm nói, ông ta cũng sẽ xử lý thỏa đáng. Ông chủ đồng, em sai rồi, Tần đại sư và anh có thể tha cho em không, em biết lỗi của mình rồi. Lưu Sẹo khổ sở, Tiêu Thần không biết sự việc lại nghiêm trọng đến thế, ông chủ đồng vừa ra tay, chẳng có ai có thể chạy thoát. Doãn Trấn Phong nhìn Doãn Trấn Tử, cầu xin chú ba Doãn Trấn Tử cứu mình. Nhưng Doãn Trấn Tử tỏ ra không nghe, mặc kệ sống chết của ông ta. Lúc này những người Tiêu Thần đem đến như đám chuột vậy, trốn chui trốn lủi trong góc, không ai dám nói gì. Bọn họ sợ mình sẽ rơi vào tình cảnh của cha con Tiêu Thần. Doãn Thu Ca không nói gì, cô biết những người này đáng đời, nhưng dù sao cũng là con gái, dễ mềm lòng, có điều sư phụ làm như thế vẫn đúng, nếu như bọn họ không có hậu phương là Đồng Phương Châu thì người đen đủi là họ. Người nằm bò trên đất kêu rên có thể là sư phụ. Người đáng thương ắt có điểm đáng hận. Bây giờ đến lượt ai đây? Câu này của Đồng Phương Châu khiến Lưu Sẹo toát mồ hôi hột, bây giờ Đồng Phương Châu có bắt hắn ăn cứt hắn cũng chịu. Lưu Sẹo, cậu nói xem, chuyện này cậu không biết, cũng không có tội, nhưng cậu nợ Tần đại sư một lần. Đúng không? Đồng Phương Châu nhìn Lưu Sẹo nghiến răng, gật đầu. Lúc này, hắn lấy ra một con dao găm. Dưới ánh mặt của mọi người, đặt tay lên bàn, chặt ngón cái của mình, máu me be bét, khiến người ta nhìn mà giật mình. Doãn Thu Ca ôm miệng, tự chặt ngón tay của mình, tên Lưu Sẹo này đáng sợ quá. Mọi người ở đây không dám nhìn thẳng, Lưu Sẹo có thể làm đến bước này, đúng là không dễ, hắn có thành tựu như ngày nay đúng là dễ hiểu, ác thật. Lưu Sẹo quỳ một chân xuống đất, lúc này không ai không phục. Tần đại sư, xin lỗi. Lưu Sẹo tôi xin tạ tội với cậu. Tần Lâm gật đầu, coi như cũng hiểu quy tắc, không giết người được, như vậy sẽ khiến ông chủ đồng gặp rắc rối, là trùm của một thành phố, cho dù là Đồng Phương Châu cũng không thể bảo giết là giết được, như thế cũng đủ nể mặt Đồng Phương Châu và Tần Lâm rồi, người này có vẻ như cũng biết phép tắc đấy. Tần Lâm cười nói, đứng dậy đi, sau này làm việc gì cũng nhớ nhìn kỹ nhé. Cảm ơn Tần đại sư. Lưu Sẹo như được tha mạng. Cho dù Đồng Phương Châu có giết hắn, hắn cũng không thể nói gì, xử lý rác thì có gì mà nói chứ, nếu hắn chết thật cũng chẳng ai quan tâm.
lăn lộn trốn giang hồ có một chữ lý, may mà hắn chưa động vào Tần đại sư, nếu như thật sự động vào Tần đại sư thì hôm nay sẽ không đơn giản là chặt một ngón tay đâu. Tần Lâm lắc đầu nói, chủ nhà họ Doãn, có vẻ như nhà họ Doãn mấy người chưa ý thức được lỗi lầm của mình nhỉ. Lúc này Doãn Trấn Phong quỳ xuống đất. Doãn Hoán và Lưu Mỹ Lan cũng đồng thời quỳ xuống, cơ thể không ngừng run rẩy. Lưu Mỹ Lan nói nhỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm. Tần Đại Sư, cậu nể mặt con gái tôi, xin cậu tha cho chúng tôi. Tần Đại Sư tha mạng, tôi biết lỗi rồi, mong Tần Đại Sư tha mạng. Doãn Trấn Phong nhìn thấy Lưu Sẹo và bố con nhà họ Doãn thảm thế, trong lòng cũng đoán được kết cục của mình, bây giờ chỉ có thể hy vọng Tần Lâm nể mặt Doãn Trấn Tử và Doãn Thu Ca mà tha cho họ. Tần Lâm nhíu mày nói. Một đám rác rưởi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến chuyện của mấy người. Thôi đi, ông Doãn, sau này ông sẽ làm chủ nhà họ Doãn, còn về mấy người bọn họ, đuổi ra khỏi nhà họ Doãn, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Doãn Trấn Phong run rẩy. Mình bị tước hết quyền lực sao? Chuyện nhà họ Doãn cần một người ngoài xử lý chắc, có điều Doãn Trấn Phong không dám nói, ông ta thực sự sợ Tần Lâm sẽ hành hạ cái bộ xương già này. Doãn Trấn Phong biết, mình tới số rồi, mất đi chức chủ nhà là sự khoan dung lớn nhất rồi. Còn về Lưu Mỹ Lan và Doãn Hoán, họ hoàn toàn không ngờ, Tần Lâm không làm khó họ, nhưng nhà họ Doãn sẽ không có chỗ cho họ nữa. Cảm ơn Tần Đại Sư. Doãn Trấn Phong và mọi người lần lượt quỳ xuống cảm ơn Tần Lâm, dù sao đỡ chịu nỗi đau thể xác, nhìn Lưu Sẹo và bố con Tiêu Thần bọn họ cũng sợ run người. Nhà họ Doãn bây giờ khi nhìn Doãn Thu Ca cũng đôi phần kính nể, không ai dám ho he tiếng nào, bọn họ vô cùng kính trọng Tần Đại Sư, nhà họ Doãn có thể kết giao được với một người máu mặt như này, thực sự có vui còn buồn, có điều may mà Tần Đại Sư không chút giận lên nhà họ Doãn, nếu không bọn họ khó lòng chịu nổi. Ông nội! Sau này ông là chủ nhà họ Doãn rồi. Doãn Thu Ca vui mừng nói, lời Tần Đại Sư nói, ai dám không nghe. Doãn Trấn Phong buồn bã chạy qua một bên, người nhà họ Doãn vừa sợ vừa nể Doãn Trấn Tử, bọn họ không dám phùng mang trợn má với Doãn Trấn Tử. Doãn Trấn Tử có địa vị vô cùng cao ở nhà họ Doãn, nếu như không vì Doãn Trấn Phong giỏi chơi bẩn, Doãn Trấn Tử mới là người thực sự phù hợp lãnh đạo nhà họ. Doãn Trấn Tử nghiêm túc nói, ôm quyền cảm ơn Tần Lâm. Cảm ơn Tần Đại Sư đã giúp dàn xếp chuyện nhà họ Doãn chúng tôi. Tần Lâm cười mỉm. Ông Doãn quá lời rồi. Không có gì đâu. Tần Lâm nhìn Doãn Thu Ca. Chuyện cũng giải quyết xong rồi, tôi cũng nên đi thôi. Sư phụ, tôi còn phải xử lý chút chuyện, đợi tôi xử lý xong, tôi sẽ đi tìm anh, thế có được không? Doãn Thu Ca nhìn bố mẹ, còn có chút chuyện vẫn phải nói rõ. Bố mẹ như này cô chẳng còn gì lưu luyến nữa, nhưng dù sao một giọt máu đảo vẫn hơn ao nước lã. Y quán Hiên Viên luôn đợi cô. Sắc mặt Tiêu Thần dữ tợn, nhìn chiếc trực thăng bay đi, ông ta nghiến răng nghiến lợi. Tần Lâm, tao sẽ không tha cho mày đâu. Đông Phương Châu đích thân đưa Tần Lâm về trang viên Thanh Mai rồi mới rời đi, lâu không về, không biết Linh Linh thế nào rồi. Khi Tần Lâm vừa vào nhà, liền bị cảnh trước mắt làm cho sững sờ. Trúc Linh Linh nằm trên giường bệnh, đắp chăn bông, Vương Vân đứng bên, không biết đang cảm giảm cái gì. Nhìn thấy Tần Lâm đến, Vương Vân lập tức đứng lên, mắng lớn. Tên khốn này, cậu còn biết về hả? Tôi nghĩ cậu chết ở ngoài rồi cơ, cậu biết Linh Linh mấy ngày nay ốm đến mức nào không? Cậu đúng là cái đồ không có lương tâm, cậu ra ngoài làm trò mèo gì vậy? Bây giờ biết về nhà rồi à, cậu còn không về Linh Linh sắp chết rồi đấy. Tần Lâm nhíu mày, nhìn sắc mặt Trúc Linh Linh vô cùng khó coi. Tần Lâm cầm tay Trúc Linh Linh, bắt mạch, sắc mặt thay đổi. Linh Linh, em sao vậy? Tần Lâm trầm giọng hỏi. Duy chỉ có một mình Trúc Linh Linh là bình tĩnh, cô biết y thuật của Tần Lâm không kém, ngay cả anh cũng nói vậy, bệnh của mình chắc nghiêm trọng thật, thậm chí. Bệnh đã vào đến xương rồi. Mấy ngày nay cô càng ngày càng lạnh, tình trạng cơ thể càng ngày càng yếu. Cứ như vậy. Cô sẽ bị đông cứng mà chết, cô cũng không dám tưởng tượng nữa. Em yên tâm đi Linh Linh, nhất định sẽ có cách, anh sẽ không khiến em rời khỏi anh đâu, cho dù có là Diêm Vương muốn cướp người khỏi tay anh cũng phải suy tính. Tần Lâm nắm chặt tay Trúc Linh Linh, có điều muốn giải loại độc này không dễ, anh nhất định phải tìm được ai là người hạ độc. Có phải là không cứu được nữa rồi không? Tần Lâm,
cậu nhất định phải cứu Linh Linh đấy. Tôi cầu xin cậu, nếu như con gái tôi có mệnh hệ gì thì tôi cũng không thiết sống nữa. Vương Vân khóc lóc nói, sau đó lau nước mắt, rồi lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Tần Lâm và Trúc Linh Linh, như thể bệnh tình của Trúc Linh Linh sắp chết đến nơi vậy. Tần Lâm, cậu đừng có tung tin dữ đấy, tôi nói cho cậu biết, cậu nhất định phải chữa khỏi cho Linh Linh, nếu không tôi sẽ liều mạng với cậu. Mặc dù Vương Vân rất thích tiền, nhưng dù sao Trúc Linh Linh vẫn là đứa con gái duy nhất của bà ta, nếu như Trúc Linh Linh thật sự xảy ra chuyện thì bà ta sẽ không chịu nổi mất. Sắc mặt Trúc Linh Linh vẫn tái nhợt, không có một chút huyết sắc nào, Tần Lâm cũng rất lo lắng, Trúc Linh Linh bị bệnh nặng như thế mà vẫn không chịu để Vương Vân gọi điện thoại cho anh, chắc là cô vẫn còn cảm thấy hổ thẹn. Tôi sẽ cố. Tần Lâm trầm giọng nói. Anh Tiểu Lâm, em sẽ không có chuyện gì chứ? Nếu như em xảy ra chuyện thì anh nhất định phải giúp em chăm sóc bố mẹ đấy. Mặc dù mồm miệng hai người không được tốt, nhưng bọn họ không hề có ý xấu, đặc biệt là bố, cả đời lúc nào cũng thành thật. Trúc Linh Linh cười nói. Bậy bạ, con ăn nói kiểu gì đó. Vương Vân tức giận quát. Em bắt đầu sốt nhẹ từ khi nào thế Linh Linh, có tiếp xúc với ai không? Tần Lâm hỏi. Trúc Linh Linh nhíu mày, nhớ lại những sự việc xảy ra trong 10 ngày qua. Vào tháng trước, bác nói đã tìm đối tác đến, là một nhà cung cấp dược liệu, giá cả vô cùng rẻ, sau đó mọi người cùng nhau đi ăn đồ Nhật, chẳng lẽ hải sản có gì không tốt vấn đề à? Trúc Minh, lại là ông ta. Sắc mặt Tần Lâm đanh lại, quả không ngoài dự đoán của anh, chuyện này là do Trúc Minh gây ra, ngay cả cháu gái của mình cũng ra tay độc ác như thế, đúng là hung thủ giết người mà. Mình phải chơi một vố với tên Trúc Minh này đến cùng mới được. Không phải chứ. Mặc dù quan hệ của em và bác không được tốt lắm, nhưng dù sao vẫn là người nhà họ Trúc, một giọt máu đào hơn ao nước lã, chắc bác không đến mức ra tay với em đâu nhỉ. Trúc Linh Linh nói với vẻ khó tin. Bây giờ ai đang là người nắm quyền của nhà họ Trúc? Tần Lâm nói. Là bác, ông ấy từ trước đến nay vẫn luôn quen với y dược Văn Hòa, em bệnh hơn 10 ngày thì đương nhiên bác sẽ là người gánh vác. Trúc Linh Linh lẩm bẩm nói, sắc mặt có hơi thay đổi. Lẽ nào, thật sự là bác sao? Trúc Linh Linh không dám nghĩ tới, bác và bản thân cô đều là người có chung dòng máu kia mà, chẳng lẽ chỉ vì lợi ích và thế lực gia tộc mà cấu kết hãm hại cô sao, bác thật sự đã ra tay với mình ư? Không thể nào. Trúc Minh, tên khốn kiếp, nếu như thật sự chính ông ta hại con gái mẹ thì mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta. Vương Vân thở dốc nói. Bây giờ mẹ sẽ đi hỏi cho rõ. Thôi được rồi. Cứ để tôi đi cho. Tần Lâm đã chắc 8-9 phần là do Trúc Minh gây ra, Trúc Minh gần như đã phát điên với quyền lực của nhà họ Trúc rồi. Bây giờ cứ để anh khám bệnh cho em đã, những việc khác để sau hắn nói. Tần Lâm sợ rằng bệnh tình của Trúc Linh Linh sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng, đầu tiên là phải châm cứu cho cô. Dì giúp tôi cởi quần áo của Linh Linh ra đi. Tần Lâm nói. Cái gì, cậu muốn làm gì, con gái nhà chúng tôi quý như vàng. Cậu đúng là đồ không biết xấu hổ, muốn nhân cơ hội này để xem thường Linh Linh nhà chúng tôi à, tôi thật không biết cậu đang nghĩ gì đó. Vương Vân lập tức nổi điên. Lúc bà không có ở đây thì tôi đã chung giường với Linh Linh rồi, tôi chỉ sợ làm cô ấy khó chịu thôi, nếu bà không cởi thì tôi cởi. Chuyện nữ cường. Tần Lâm điềm nhiên nói. Trúc Linh Linh nghe xong liền cắn chặt đôi môi đỏ mọng, tên khốn nhà anh, ai cùng giường với anh chứ? Trúc Linh Linh cuộn mình trong chăn bông, mặt mày đỏ ửng. Tần Lâm, anh là đồ không biết xấu hổ, vô liêm sỉ. Cậu, hai đứa tụi mày muốn chọc cho mẹ tức chết hả? Vương Vân nghe thấy liền tức run người, nhưng lúc này gạo đã chín thành cơm rồi, cho nên bà ta không còn gì để nói cả. Mẹ đừng nói nữa. Trúc Linh Linh yếu ớt nói, xấu hổ trốn trong chăn bông. Bệnh tình cấp bách, gì à, đừng chậm trễ nữa. Tần Lâm cười nói. Coi như cậu giỏi. Vương Vân nghiến răng nghiến lợi, Tần Lâm này đúng là đáng ghét, đến cả con gái yêu cũng bị anh lừa gạt. Vương Vân vẫn luôn cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ chuyện đã như vậy rồi, cũng không còn gì để nói nữa, với lại người trẻ tuổi bây giờ cũng không giống với bọn họ lúc trước nữa rồi. Trời ban cho Trúc Linh Linh một tấm lưng trắng như ngọc, nhưng Tần Lâm vẫn không hề lay động, chuyện đó là không thể được. Bởi vì anh phải hết sức cẩn thận để châm cứu cho Trúc Linh Linh, căn bản không thể sơ suất được, bệnh hàn độc của Trúc Linh Linh vô cùng kỳ lạ,
cho dù có châm cứu cũng không thể khỏi hẳn. Đầu Tần Lâm nhễ nhại mồ hôi, phải mất nửa tiếng anh mới châm cứu xong, lúc này Trúc Linh Linh mới cảm thấy dễ chịu hơn chút, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày qua mà cô cảm thấy thoải mái đến vậy. Vương Vân lo lắng Tần Lâm sẽ bỏ chạy, nếu vậy thì Linh Linh nhà bọn họ sẽ toi mất. Chuyện này mọi người đừng quan tâm, yên tâm đi, sau 7 ngày nhất định anh sẽ về. Tần Lâm cười nói, anh sợ sau khi anh đi Trúc Linh Linh sẽ lại lo lắng cho anh. Rắn lửa chỉ có ở vùng Sơn Đông Bồng Lai, hơn nữa lại còn ở trên núi cao, theo ghi chép của sư phụ thì khu vực Sơn Đông Bồng Lai có núi Tam Thần, bên trong có hang động nham thạch, có một loài rắn cực kỳ thích nơi nóng rực đó, rắn lửa, và nó chính là phương thuốc để chữa hàn độc. Các loài rắn bình thường đều mang hàn tính, nhưng loại rắn lửa này chỉ có ở Bồng Lai, cho nên Tần Lâm phải đích thân đến đó, chỉ có mật rắn lửa mới có thể cứu được Trúc Linh Linh. Đảo Tiên Bồng Lai. Đó vẫn luôn là một sự tồn tại vô cùng bí ẩn trong thần thoại và truyền thuyết Hoa Hạ, những khu vực ven biển được bao phủ bởi rừng và núi, cũng là chiến trường của danh tướng nổi tiếng Thích Tướng Quân. Sườn núi rừng rậm có nhiều dược liệu nhất, đa số đều là những loại dược liệu đặc biệt, Tần Lâm lập tức lên đường đi đến Sơn Đông Bồng Lai. Núi Tam Thần được biết đến là một điểm thu hút khách du lịch, nhưng rừng nguyên sinh thực sự thì không một du khách nào tiến vào được. Một khi đã bước vào rừng nguyên sinh thì rất có thể sẽ bị lạc trong đó, cho nên hầu như không có ai dám vào. Tuy chỉ cách có mấy chục cây số, nhưng đó có thể là khoảng cách mà cả đời bạn cũng không thể đi được. Rừng nguyên sinh được bao quanh bởi núi nên vô cùng đáng sợ, cho dù là lạc đường hay gặp thú dữ, rắn rết côn trùng đều có thể mất mạng. Nhưng Tần Lâm là người lớn lên trong rừng sâu, đối với anh mà nói thì chuyện đó vô cùng dễ dàng, đến nơi này cũng như là đến nhà của anh vậy. Căn bản không hề có chút gì khó khăn. Tuy nhiên vẫn phải hết sức cẩn thận khi tìm rắn lửa, dù sao đảo Tiên Bồng Lai này cũng dày đặc sương mù, rất có khả năng sẽ bị chúng độc mà chết, rắn rết côn trùng ở đây đều là loài có độc tố, tất cả những thứ sinh trưởng ở đây cũng đều mang độc. Tần Lâm phản cẩn trọng, anh đi tìm miệng núi lửa theo lời chỉ dẫn của sư phụ trước đó, tìm thấy miệng núi lửa ắt sẽ thấy rắn lửa. Màn đêm buông xuống, Tần Lâm biết mình nhất định sẽ qua đêm trên núi. Đối với anh mà nói thì cũng không có gì lạ, nhưng đã một ngày rồi mà vẫn chưa tìm được miệng núi lửa, vậy nên Tần Lâm vô cùng lo lắng, anh có thể đợi, nhưng Linh Linh thì không, anh phải nhanh chóng lên, nếu không một khi hàn độc thâm nhập vào tận xương cốt của Linh Linh thì Tần Lâm cũng đành bó tay chịu chết. Tần Lâm tìm thấy một cây cổ thụ cao chót vót, sau đó trèo lên để nghỉ ngơi. Mưa rơi tí tách, nên anh đành phải tìm một chiếc lá to rồi đắp lên người. Ngay khi vừa chìm vào giấc ngủ, Tần Lâm bỗng nghe thấy tiếng kim loại rất lớn vang lên. Trong rừng rậm tối tăm, tiếng mưa hòa cùng tiếng kim loại tạo ra một thanh âm vô cùng chói tai. Dưới ánh trăng mờ, Tần Lâm đưa mắt nhìn quanh, bỗng có vài bóng đen đan xen nhau cách đó vài chục mét. Lưỡi kiếm dẻo như một con rắn, súng trường nhắm thẳng, lập tức bắn xuyên qua màn mưa. Đó là một người phụ nữ tóc đen, mặc đồ đen, dáng người vô cùng uyển chuyển mềm mại, nhưng trên vai đã bị chém mấy nhát. Đi lại rất chậm chạp. Trước mặt cô là bốn người đàn ông đang cầm lưỡi lê trên tay, trông rất luống cuống. Đi mau, đừng lo cho tôi, chuyện còn lại cứ để tôi. Người phụ nữ trầm giọng nói, đẩy bốn người kia lại. Không được đâu đội phó Trác, chị không đi thì chúng tôi cũng không đi. Đúng thế, nếu đi thì cùng đi. Chúng tôi không phải người tham sống sợ chết. Đội phó Trác, chúng tôi không thể để chị lại được. Đây không phải là phong cách của đội biệt kích Giao Long chúng ta. Nếu sống thì cùng nhau sống, chết thì cùng chết. Bốn người đàn ông nói với vẻ kiên định. Bốp! Cô gái quay lại, không chút do dự tát thẳng vào mặt người đàn ông đứng đầu. Khốn kiếp, bà muốn đuổi bọn mày về đấy, lục tử đã không còn nữa rồi, mấy đứa bọn bây còn muốn tao về ăn nói sao nữa đây? Cút hết đi cho tao. Ánh mắt cô gái sắc như dao, lạnh lùng nói. Bốn người đàn ông nhìn nhau với vẻ mặt u sầu. Lục tử chỉ mới 22 tuổi. Cuộc đời mới ngắn ngủi như vậy mà ra đi, đó là anh em xương máu của bọn họ, nhưng lúc này bọn họ không thể làm gì được nữa, chỉ có thể điên cuồng liều mạng mà chạy. Chỉ có như vậy thì mới có hy vọng sống sót. Cút đi, nếu không đi thì không kịp nữa đâu, cứ yên tâm, đám người này không làm gì được tôi đâu, mấy người ở đây mới là gánh nặng của tôi đấy. Cô gái hét lên. Đá vào mông của một trong mấy người đàn ông kia, cả bốn do dự một lúc, sau đó đành nghiến răng rồi quay đầu bỏ chạy.
không cần biết là chồng hay con của ai, Lục Tử cũng đã đi rồi, tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai ngã xuống đây nữa. Cô gái cười khổ, sau đó quay đầu nhìn ba người vừa ngã xuống, nhưng lần này lại đến thêm mười mấy tên khác. Ánh mắt người phụ nữ đanh lại, sát khí đằng đằng, dáng người mảnh khảnh khoác thêm bộ đồ màu đen, khiến cô trông giống như một yêu tinh trong màn đêm. Xung quanh bỗng có tiếng sột soạt, một con dao dài sáng loáng phản chiếu dưới ánh trăng, vô cùng chói mắt, và với những giọt mưa tạo ra âm thanh giòn giã. Giết! Một tiếng hét trầm thấp và lạnh lẽo vang lên trong màn đêm, một người đàn ông gầy gò, mặc áo choàng đen trắng, lọt thỏm giữa bộ đồ, trông hắn ta thấp bé và điêu luyện. Con dao thon dài hơn 5 thước, thậm chí còn cao gần bằng hắn ta. Bên cạnh hắn còn có hơn chục bóng người, tất cả đều nhanh chóng vây lấy cô gái. Đám giặc Hoa các người có ý đồ gì mà lại dám bước vào lãnh địa của Hoa Hạ? Muốn chết à? Trác Y Nhiên vẫn tỏ ra lạnh lùng, đám người xung quanh không ngừng ép sát cô, sát khí càng lúc càng mạnh. Cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, chỉ cần đủ để bọn họ chạy thoát là tốt lắm rồi, bản thân giết một tên cũng không thiệt, xử luôn hai tên lại càng hời. Giặc Hoa Hạ các người cũng chỉ như vậy thôi sao, là đàn bà mà cũng dám ngông cuồng với đế quốc Hoa Hạ. Nhưng trong thời khắc cuối cùng Trác Y Nhiên vẫn không chịu chấp nhận số mệnh, cô lại tiếp tục vùng lên đánh trả, càng lúc càng có nhiều kẻ còn không cho cô chút cơ hội nào để hít thở, ngay lúc Trác Y Nhiên lao lên phía trước thì vẫn có thể thấy rõ vết sẹo sâu vào tận xương của cô. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, bóng lưng mảnh khảnh nhưng cương quyết, tất cả đều làm cho Tần Lâm cảm thấy ngưỡng mộ. Đương nhiên kẻ đáng chết là đám giặc Hoa kia, đúng là đáng ghét mà. Tiếc quá đi. Người đẹp như vậy mà chết thì thật đáng tiếc. Ánh mắt sắc bén của Tần Lâm nhìn từ trên cây xuống. Bố, mẹ, con xin lỗi, con gái bất hiếu, con không thể báo hiếu hai người đến cuối đời được nữa rồi. Trác Y Nhiên lẩm bẩm, đối mặt với sinh tử nhưng không hề sợ hãi, chỉ hận không thể báo hiếu cho bố mẹ. Vì để bảo vệ cho gia đình và đất nước, cho dù có chết thì Trác Y Nhiên vẫn không hề hối tiếc. Keng keng keng. Nhìn thấy từng thanh kiếm rơi xuống, Trác Y Nhiên vẫn nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đang tới. Nhưng ngay lúc này, bỗng có một thanh âm giòn giã vang lên, 18 thanh kiếm dài đều bị đánh bay ra ngoài. Trác Y Nhiên đột nhiên mở mắt ra, cô nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ khó tin. Tên đàn ông thấp bé nhíu chặt mày, ánh mắt như điện xẹt nhìn xung quanh. Trò gì thế này, phi hoa trích diệp sao? Có thể dễ dàng đánh bay hơn chục thanh kiếm dài sao? Bỗng trong lòng Trác Y Nhiên dậy sóng, cô hoàn toàn không dám tin. Sao phi hoa trích diệp, dùng lá, hoa đả thương người? Ngay cả sư phụ cũng chưa lợi hại như vậy, e rằng người này đã đạt đến trình độ siêu phàm rồi chăng? Ai? Người đàn ông thấp bé kêu lên, nhưng hoàn toàn không có ai, thực lực của người này thâm sâu khó lường, xem ra là gặp phải cao thủ rồi. Nhiều tên đàn ông như vậy mà lại đi bắt nạt một người phụ nữ, anh hùng hảo hán cái quái gì chứ? Ở trên đất Hoa Hạ của tao mà dám ngông cuồng như vậy sao, mày thật sự nghĩ rằng vào trong rừng sâu thì không ai làm gì được bọn mày nữa rồi à? Tần Lâm điềm đạm nói, anh bước ra từng bước từ trong màn đen. Đất nước Hoa Hạ rộng lớn, tài nguyên phong phú, tiếc rằng bọn bây chỉ là một đám rác rưởi, căn bản không hề có cao thủ thực sự, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì mày nhất định phải chết. Igawa Chiro cười khẩy, sau đó lắc đầu. Gầy như con khỉ chưa tiến hóa vậy. Mày chính là cao thủ à? Tao chưa từng thấy tên cao thủ rác rưởi nào trông giống như củ khoai tây thành tinh như mày cả, có muốn đánh mày tao còn chê mày không đủ cao nữa là. Tần Lâm cười chế giễu. Thằng chó. Igawa Chiro gầm lên, nhìn thẳng vào Tần Lâm, tên người Hoa Hạ này đúng là không biết trời cao đất dày. Đáng chết. Trác Y Nhiên vẫn còn đang sửng sốt, lập tức nở ra nụ cười, không ngờ tên cao thủ Igawa này lại bị một thanh niên trẻ như vậy sỉ nhục. Tức đến sôi máu. Nhưng cách miêu tả, củ khoai tây thành tinh, này cũng đúng quá rồi đó. Ngay cả Trác Y Nhiên trong lúc sinh tử mà vẫn có thể bật cười. Thằng chó ngu ngốc, củ khoai tây thành tinh nhà mày đến đây, để tao cho mày xem cái gì là lợi hại. Tần Lâm cãi lại. Tao không phải như vậy. Đồ ngu, mày chết đi. Igawa Chiro lạnh lùng trừng mắt nhìn Tần Lâm, lửa giận hai bên không ngừng tăng lên. Thằng hoa lùn. Mày dám ngông cuồng ở Hoa Hạ à, mày không chịu mở to mắt nhìn xem đây là đâu sao? Tần Lâm lạnh lùng nói. Đường đường là ninja của Igawa Ryu,
hôm nay tao nhất định sẽ xé xác mày để đi gặp tướng quân Tokugawa. Igawa Chiro cầm thanh kiếm trong tay lên, mặt đầy sát ý muốn thử sức với Tần Lâm. Tao không gặp tướng quân gì đó, mày nên đi gặp Diêm Vương trước đi. Tần Lâm cười khẩy, ánh mắt đanh lại, lập tức đánh về phía Igawa Chiro. Cẩn thận, hắn ta là ninja của tứ đại gia tộc nước Oa, Igawa Ryu, thực lực không hề tầm thường đâu. Trác Y Nhiên trầm giọng nói. Tôi không quan tâm hắn ta là người của gia tộc chết tiệt nào, đã gặp phải tôi thì coi như chuẩn bị trầu trời đi. Tần Lâm sát khí đằng đằng, nếu như đám người này không phải từ nước Oa thì có lẽ anh đã không hung hãn như thế, nhưng đây lại là đám chó người Oa, anh nhất định phải dạy cho bọn chúng một bài học. Bao nhiêu năm qua bọn chúng vẫn luôn giành miếng bánh của Hoa Hạ, đương nhiên Tần Lâm sẽ không để cho bọn chúng được toại nguyện. Dám coi thường Hoa Hạ sao, đúng là ngông cuồng, bây giờ Tần Lâm sẽ cho hắn nếm thử mùi vị, không phải vì làm anh hùng cứu mỹ nhân, mà là vì danh dự của dân tộc. Dám đụng vào người Hoa Hạ thì nhất định phải chết. Tên người Hoa Hạ kia, chịu chết đi. Igawa Chiro rút kiếm lao về phía Tần Lâm. Tốc độ của hắn nhanh như gió, ngay cả Trác Y Nhiên cũng biến sắc, không ngờ chiêu thức của Igawa Chiro lại hung tàn đến vậy, hơn nữa còn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Ánh kiếm sắc bén xé tan màn mưa, một nhát chém xuống. Cẩn thận! Trác Y Nhiên hạ giọng, cô không thể không nói ra. Nhưng tốc độ của Igawa Chiro quả thực rất nhanh, Trác Y Nhiên căn bản không thể phản ứng kịp, liệu người thanh niên kia có thể đỡ nổi đòn tấn công của Igawa Chiro hay không đây? Trác Y Nhiên còn chưa kịp định thần lại thì Tần Lâm đã ra tay rồi, tốc độ của anh còn nhanh hơn Igawa Chiro, anh lướt qua rất nhanh. Nếu như Tần Lâm vẫn đứng yên đó thì sẽ bị chém chết mất, bóng dáng anh vụt nhanh như ánh sáng, trông Tần Lâm giống hệt như một bóng ma trong đêm đen vậy. Igawa Chiro thoáng kinh ngạc, tốc độ của Tần Lâm vô cùng nhanh, cứ liên tục lùi về sau, hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội để ra tay. Sát ý của Igawa Chiro nổi lên, lần này hắn đến Hoa Hạ là có nhiệm vụ phải làm, đương nhiên hắn sẽ không nhân từ khi đối mặt với tên người Hoa Hạ này. Tần Lâm lấy lùi làm tiến, bước chân vững chắc, trông có vẻ hơi lộn xộn nhưng thực ra rất cẩn trọng. Tần Lâm căn bản không thể hiểu được chiêu thức của Igawa Chiro. Anh cũng đã từng nghe sư phụ nhắc đến nhẫn thuật của đám người Oa này, nhưng sư phụ cũng không quan tâm mấy, nói trắng ra thì khá tầm thường. Đáng ghét! Igawa Chiro tức đến phát điên, hắn liên tiếp tung chiêu nhưng không thành, Tần Lâm cứ như một con lươn vậy, chỉ biết né tránh, khiến cho hắn không sao bắt được anh. Có ngon thì ra tay đi, trốn tránh thì có bản lĩnh gì chứ? Igawa Chiro cười khẩy, nói với ánh mắt u ám. Kế khích tướng à! Tần Lâm nheo mắt lại, tên này đúng là thẹn quá hóa giận. Hơn nữa hắn còn vô cùng lo lắng, nếu cứ tiếp tục thì Igawa Chiro sẽ vào thế bị động. Tần Lâm hệt như một bóng ma đang đi dạo trong rừng vậy, khiến cho hắn không sao bắt được hình bóng của anh. Tao sợ nếu đánh trực diện thì mày sẽ không đỡ nổi chiêu nào mất. Tần Lâm nhún vai cười nói. Thằng nhóc con, muốn chết à? Vậy mày cứ thử đi, xem ai sợ ai. Igawa Chiro gầm lên, hắn ta chính là một trong những ninja xuất sắc nhất của gia tộc Igawa Ryu, không ngờ lại bị tên nhóc này xoay mòng mòng như vậy. Vì tinh thần võ sĩ đạo, vì gia tộc Igawa Ryu, tao nhất định sẽ tiêu diệt mày. Igawa Chiro nhanh chóng lao về phía anh, nhưng lần này Tần Lâm lại không hề né tránh mà đánh nhau điên cuồng với hắn. Tần Lâm tay không nhưng không hề sợ hãi, anh né tránh lưỡi kiếm sắc nhọn. Sau đó tung ra những nắm đấm liên hồi xối xả về phía Igawa Chiro. Bịch bịch bịch, những cú đấm của Tần Lâm liên tục đánh vào kiếm của Igawa Chiro, sắc mặt hắn lập tức tái mét, mấy nắm đấm cuối cùng đánh trúng vào ngực và bả vai hắn. Igawa Chiro lập tức bị áp đảo, ngay cả thanh kiếm trong tay cũng trở nên bị động. Khi chiến đấu, vũ khí càng ngắn thì càng nguy hiểm, còn càng dài lại càng mạnh. Tuy Tần Lâm dùng tay không nhưng Igawa Chiro vẫn tự nhận thấy hắn hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Nắm đấm của Tần Lâm quá mạnh mẽ, cũng như quá nhanh. Nắm đấm mạnh mẽ, từng hồi như sấm, đây mới chính là từ để giải thích cho sức mạnh của Tần Lâm. Phong thái khinh thường vừa rồi đã hoàn toàn thay đổi, lúc này Igawa Chiro mới nhận ra là Tần Lâm mạnh đến nhường nào, cho rằng người ta là rác rưởi, nhưng bây giờ xem ra bản thân không thể đánh lại nữa rồi. Hắn vốn cho rằng Tần Lâm không thể đánh lại mình nên mới luôn trốn tránh, nhưng ngay khi giao đấu thật sự thì Igawa Chiro đã bị đánh đến không còn manh giáp.
mặc dù cơ thể hắn rất linh hoạt, hơn nữa còn là ninja, tốc độ cực kỳ nhanh, và nhẫn thuật cũng là thứ lâu đời cũng như đáng tự hào ở nước Oa, nhưng toàn bộ khả năng của Igawa Chiro vẫn không thể làm cho Tần Lâm bị thương dù chỉ một chút. Những cú đấm của Tần Lâm vô cùng lộn xộn, như vậy mới khiến cho tốc độ nhanh lên, đương nhiên sự công kích cứ thế tăng theo, ngay khi Tần Lâm đánh xong thì bả vai của Igawa Chiro đã vỡ nát. Igawa Chiro nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi, tên này xem ra cũng phải ngang hàng với người đứng đầu gia tộc của hắn, không ngờ vùng đất Hoa Hạ lại có nhân tài ẩn giật, hắn vốn muốn đi xuyên qua đảo Tiên Bồng Lai, nhưng cuối cùng lại phải dừng lại tại đây, nửa đường đã gặp phải Tần Lâm nên không thể đi tiếp được nữa. Igawa Chiro không sao nuốt trôi cục tức này, hắn nhất định sẽ khiến cho Tần Lâm phải trả giá, lần này bọn chúng đến đây không thể để mắc sai lầm được. Còn ngây ra đó làm gì, xông lên cho tao. Igawa Chiro hét lên, ngay sau đó có hàng chục tên ninja rút dao ra rồi lao về phía trước. Tần Lâm cười khẩy một tiếng, không hề nao núng, anh đã sẵn sàng để xử sạch đám ninja này rồi. Chết hết đi cho tao. Tần Lâm bước chân vững vàng. Mỗi một bước là một tên gục xuống. Mỗi cú đấm của Tần Lâm đều vô cùng đáng sợ, sức lực cực kỳ lớn, hơn nữa anh còn là bác sĩ, mỗi cú đấm đều đánh vào tử huyệt, đương nhiên không có ai có thể đỡ nổi. Một bước giết 10 tên, ngàn dặm không hề sót. Ánh mắt Tần Lâm sắc như dao, dường như không hề có ý dừng lại, nhưng lúc này Igawa Chiro đã không chịu nổi nữa, chỉ chưa đến một phút mà Tần Lâm đã xử sạch tận 17 tên, tất cả đều chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy xác chết nằm la liệt, Igawa Chiro bỗng run cầm cập. Không còn gì nữa. Người thanh niên trước mặt quá mạnh, hoàn toàn không thể đánh lại, còn tưởng rằng lấy đông đánh ít thì có thể có được cơ hội sống. Nhưng bây giờ xem ra người của mình đều biến thành vong hồn dưới tay đối phương rồi, Igawa Chiro đã thực sự cảm thấy sợ hãi. Không đánh lại, chỉ có thể chạy mà thôi. Igawa Chiro đã có ý định bỏ chạy, nếu cứ tiếp tục thế này thì hắn chỉ càng chết thảm hơn mà thôi. Toàn quân đều đã bị tiêu diệt, Igawa Chiro sợ đến tái mét mặt mày, hắn nhất định phải chạy thoát khỏi đây. Trác Y Nhiên ở cạnh vẫn còn đang ngẩn ra, thân là đội phó của đội biệt kích Giao Long nên cô vốn đã rất mạnh, nhưng xem ra chẳng là gì so với người thanh niên trước mặt. Bản thân cô còn không thể đánh lại đám người của Igawa Chiro, nhưng Tần Lâm lại đánh bọn chúng tan tác trong chớp mắt, đây chẳng phải là quá dễ dàng rồi sao? Trác Y Nhiên vẫn không dám tin. Đám giặc Oa kia đều đã nằm la liệt chết trên mặt đất, những thứ trước mắt đều nói rõ cho cô biết đây chính là sự thật. Igawa Chiro uy phong ngông cuồng lúc trước bây giờ đã phải liều mạng bỏ chạy như một con chó chết chủ. Trác Y Nhiên gật đầu. Tần đại sư không biết đó thôi, đám người vượt biên này đến đây vì lý do gì thì tôi cũng không rõ. Sau khi nhận được lệnh từ cấp trên thì tôi đã dẫn theo đồng đội vào đây để đánh với bọn chúng. Tổng cộng có 20 tên, 3 tên đã bị tôi giết rồi. Nhưng đám người kia lại muốn truy sát tôi đến cùng, nếu như không có Tần đại sư thì e rằng tôi đã chết mất xác ở nơi này luôn rồi. Đám người này đều là cao thủ, tất cả đều là ninja, hơn nữa Igawa Ryu còn là một trong tứ đại gia tộc võ đạo của nước Oa, thực lực không hề tầm thường, sức mạnh sau lưng bọn chúng còn kinh khủng hơn thế nữa. Gia tộc Igawa Ryu. Tần Lâm trầm ngâm, hình như anh đã từng nghe sư phụ nói rồi, nhưng không quan trọng, một đám rác rưởi. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Giết bọn chúng giành vinh quang về cho đất nước mới là điều khiến Tần Lâm vui nhất, dám xâm phạm đến người Hoa Hạ dù xa cũng giết. Đám người này chắc chắn là muốn xâm chiếm đại lục rộng lớn của Hoa Hạ chúng ta, bao nhiêu năm rồi mà chúng vẫn gian xảo như vậy, nước Hoa đúng là chẳng có thứ gì tốt đẹp cả. Tần Lâm tức giận nói. Trác Y Nhiên cũng không ngờ, Tần đại sư căm phẫn như vậy, hận nước Hoa đến tận xương cốt. Hận đến nỗi không thể giết hết đám người Oa để giải tỏa nỗi hận trong lòng. Tần đại sư không hổ danh là người trọng tình nghĩa, không biết Tần đại sư có phải là cao thủ huyết mạch không? Trác Y Nhiên dè dặt hỏi, cô cảm thấy khó tin, không ngờ lại có cao thủ huyết mạch trẻ như vậy. Người đả thông kinh mạch mới được xưng là cao thủ huyết mạch, từ nhất mạch cho đến bát mạch, chỉ có người có thể đả thông kinh mạch mới được tính là cao thủ thực sự, trong thiên hạ có rất ít cao thủ huyết mạch. Sư phụ của cô cũng là một cao thủ huyết mạch, cả đời cho đến năm 70 nhưng mới chỉ đả thông được một sợi kinh mạch mà thôi. Dù vậy cũng là đại sư võ đạo chân chính rồi, nếu đả thông được 2-3 sợi kinh mạch thì Trác Y Nhiên cũng không dám tưởng tượng mất. Cơ thể con người là kho báu lớn nhất, nghe đồn đả thông được hết cả 8 sợi kinh mạch thì có thể bay lên trời,
nhưng đó chỉ là tin đồn mà thôi, chưa có ai nhìn thấy cao thủ bát mạch bao giờ cả. Trác Y Nhiên nghe sư phụ nói, người đứng đầu tổ chức thần bí nhất Hoa Hạ là cao thủ huyết mạch thật sự, ít nhất cũng là cao thủ tam mạch, những người như vậy là sự tồn tại mà Trác Y Nhiên khó có thể đạt được. Cũng có thể nói như vậy. Tần Lâm gật đầu rồi cười. Ánh mắt Trác Y Nhiên đưa ra, hít một hơi thật sâu, thiên phú của người thanh niên này thực sự quá mạnh. Trẻ vậy mà đã đả thông được kinh mạch, trở thành cao thủ huyết mạch là kỳ tài hiếm có trong giới võ đạo đó. Sư phụ mà biết chắc sẽ kinh ngạc rất hàm mất. Tần đại sư lợi hại quá, còn trẻ như vậy mà đã là cao thủ nhất mạch rồi, khiến tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trác Y Nhiên nhìn về phía Tần Lâm, trong ánh mắt đầy sự kính nể, đả thông một sợi kinh mạch khó như thế nào chỉ sư phụ mới hiểu được, Trác Y Nhiên không dám nghĩ tới. Mà người thanh niên trước mặt này lại là cao thủ nhất mạch giống sư phụ, hôm nay cô đúng là được mở rộng tầm mắt. Tần Lâm cũng chỉ biết mỉm cười, nhìn mình yếu vậy sao? Một mình anh chắc phải đánh được 10 cao thủ nhất mạch. Nhưng Tần Lâm cũng không nói với Trác Y Nhiên, nhìn vẻ mặt bây giờ của cô cũng đã hoang mang lắm rồi, nếu cô biết mình là cao thủ tứ mạch thì có lẽ sẽ ngất mất. Không cần phải khiêm tốn như vậy, rồi sẽ có một ngày cô có thể làm được. Tần Lâm nói. Tôi có thể làm được thật sao? Tần đại sư đừng lừa tôi đấy. Trác Y Nhiên mỉm cười. Trác Y Nhiên tôi đã làm phiền Tần đại sư rồi, sau này nếu Tần đại sư có điều gì sai khiến Y Nhiên tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa cho đại sư. Bây giờ cô bảo vệ mình còn khó, còn muốn thay tôi ra tay sao? Tần Lâm cười nói, Trác Y Nhiên đang rất yếu, hơn nữa còn bị thương ở chân, muốn rời khỏi đây cũng là điều rất khó rồi. Cái này, Trác Y Nhiên cười gượng. Bây giờ cô phải mau chóng chữa trị vết thương, nếu không trong rừng sâu núi thẳm này rất có khả năng vết thương sẽ ngày càng nghiêm trọng, mất mạng chứ chẳng đùa. Nếu Y Nhiên có thể sống sót thì nhất định sẽ không phụ Tần đại sư. Đừng có mạnh miệng, để tôi xem cho cô. Tần Lâm nói, rồi đi xung quanh tầm mười mấy mét tìm được khá nhiều cỏ và rễ cây, điều này khiến Trác Y Nhiên có chút kinh ngạc. Tần đại sư, cậu đang làm gì vậy? Cô cũng may mắn đấy. Trong rừng này toàn là thảo dược thiên nhiên, nếu không người cô nhiều vết thương như thế này, cho dù không chết vì mất máu thì cũng chết vì nhiễm trùng mất. Tần Lâm nhai nát tất cả số thảo mộc kia rồi đắp lên người Trác Y Nhiên, máu của Trác Y Nhiên lập tức ngừng chảy, hơn nữa còn rất đau, nhưng không phải cơn đau ở miệng vết thương, mà hình như là thảo dược đang phát huy tác dụng. Tần đại sư, cậu lợi hại quá. Trác Y Nhiên không biết nói gì mới phải, Tần đại sư đúng là thần tiên mà. Đối với Trác Y Nhiên, Tần đại sư giống như là một thần thoại, sức mạnh của anh thì không cần phải bàn, đánh bại hết bọn ninja Igawa Ryu, hơn nữa còn là cao thủ huyết mạch, công sức khổ luyện mấy chục năm của sư phụ chỉ như một ngày của anh, xem ra tài năng thiên phú quyết định tất cả. Hơn nữa Tần đại sư còn biết khám bệnh, nhổ bừa vài cọng cỏ đắp lên người cũng khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cơn đau dần thuyên giảm, chẳng bao lâu nữa vết thương cũng sẽ khỏi. Trác Y Nhiên ở trong rừng sâu quanh năm, mấy vết thương nhỏ này cũng chẳng là gì với cô, nhưng lần này vết thương thực sự rất nghiêm trọng, cô khó chống lại được, cho nên phương pháp của Tần đại sư mới khiến cô cảm thấy ngạc nhiên. Y thuật và công phu đều vô cùng lợi hại, hơn nữa còn trẻ như vậy nữa, có người như vậy thật sao? Chút tài mọn không đáng nhắc tới, sáng ngày mai là vết thương của cô sẽ đỡ hơn nhiều đó, mặc dù không thể bước đi nhanh nhưng cũng đi bộ bình thường chắc sẽ không quá khó khăn. Tần Lâm cười rồi nói. Thật sao, đa tạ Tần đại sư. Khuôn mặt Trác Y Nhiên vô cùng ngạc nhiên, cô cứ tưởng rằng muốn đi đứng bình thường sẽ rất khó, vết thương như thế này rất khó lành, mà có lành thì cũng sẽ tàn tật mất. Vậy vết thương của tôi? Yên tâm, vết thương ngoài da không đáng lo, chỉ có vết thương ở chân là hơi nghiêm trọng một chút, nhưng tôi đã dùng dược liệu băng bó kỹ, chắc chắn không sao, sau này cũng không có di chứng gì. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng tôi vẫn phải đi. Cô chỉ đường cho tôi là được, tôi mật rắn lửa để cứu người. Giọng của Tần Lâm có vẻ rất nghiêm trọng, xem ra lần này vô cùng nguy hiểm rồi. Biết trên núi có hổ vẫn muốn đi lên núi. Vì Linh Linh, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa Tần Lâm cũng sẽ không ngại. Trác Y Nhiên hơi lúng túng, cô tưởng rằng Tần đại sư đến đây để săn bắt rắn lửa vì tiền bạc, không ngờ bản thân lại nghĩ sai, xem thường Tần đại sư. Y Nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng giết rắn lửa là chuyện vô cùng nguy hiểm, Tần đại sư nhớ cẩn thận, đúng rồi Tần đại sư, sức mạnh của cậu mạnh như vậy,
không biết cậu có đồng ý về làm huấn luyện cho đội biệt kích giao long của chúng tôi không? Tần đại sư yêu nước như vậy, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ không từ chối đâu. Trác Y Nhiên vừa cười vừa nói. Tần Lâm không khỏi mỉm cười, cô đang gài tôi sao? Nói như cô thì tôi cũng không thể từ chối rồi. Ha ha ha. Tần Lâm lắc đầu. Nói như vậy là Tần đại sư đồng ý rồi sao? Cảm ơn Tần đại sư nhiều lắm, đây là lệnh bài của tôi là đội phó của đội biệt kích giao long, thấy lệnh bài này cũng như thấy tôi, cậu cầm lệnh bài là có thể đến Bồng Lai tìm tôi. Trác Y Nhiên rất vui mừng, nếu Tần đại sư đồng ý đến đội biệt kích giao long để dạy bọn họ chút công phu thì sức mạnh của đội bọn họ chắc chắn sẽ được nâng cao rất nhiều. Tần Lâm chợt nghĩ, dù gì bọn họ cũng làm nhiều việc hy sinh vì tổ quốc, mình cũng không thể từ chối được, giết bọn người Hoa lấy uy phong cho tổ quốc, đây là việc mà Tần Lâm cam tâm tình nguyện làm. Được. Tần Lâm gật đầu. Ngày hôm sau, mưa tạnh trời lại xanh. Tần Lâm tạm biệt Trác Y Nhiên rồi một mình đi về hướng Trác Y Nhiên chỉ, miệng núi lửa chính là nơi tụ tập của rắn lửa, hơn nữa đa số là thành từng bầy vài con. Trác Y Nhiên nhắc nhở Tần Lâm cẩn thận rất nhiều lần, cô không muốn Tần Đại Sư chết ở đây, Tần Đại Sư phải trở về để dạy đội biệt kích giao long nữa chứ. Tần Lâm đi theo hướng mà Trác Y Nhiên chỉ, cuối cùng cũng đến nơi. Nơi đây rất nóng. Cũng không biết có phải vì bên dưới có nham thạch hay vì một nguyên do khác hay không, lúc Tần Lâm đến đây cũng bị chấn động, đi mấy dặm đường, lại còn khát nước, thảm thực vật xung quanh đây cũng khô héo, miệng núi lửa tầm 200-300 trượng, bên dưới tối đen như mực. Tần Lâm cũng không dám xuống dưới, miệng núi lửa đã nóng lắm rồi, sỏi đá ở đây cũng rất nóng, hơn nữa trên miệng núi lửa cũng toàn là đá vôi, là hiện tượng sụt lún. Mặc dù đã không còn dấu tích của việc phun trào nhưng nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn nóng như lửa, Tần Lâm chắc chắn dưới lòng đất có lửa hoặc nham thạch nóng chảy. Anh không phải thần tiên, nếu rơi xuống đây thì chắc chắn sẽ chết. Tần Lâm bắt đầu cẩn thận tìm dấu tích của rắn lửa ở xung quanh, nhìn xung quanh có vẻ rất bình tĩnh, Tần Lâm tìm quanh một lúc vẫn chẳng thấy rắn lửa đâu. Thậm chí còn chẳng có dấu tích của loài vật khác, Tần Lâm đi loanh quanh miệng núi lửa mấy vòng cũng chẳng có kết quả gì. Sao lại như thế này? Không phải rắn lửa thường quanh quẩn ở miệng núi lửa sao, còn có rất nhiều nữa mà. Sao lại không có gì hết vậy? Tần Lâm bất lực lắc đầu, vô cùng khát nước, bức bối khó chịu, anh đã uống mấy bình nước rồi nhưng vẫn không ăn thua, cứ tiếp tục như vậy e là sẽ không ổn. Không còn cách nào khác, Tần Lâm cũng chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi một lát, dưới ánh nắng gay gắt cùng với ảo cảnh khô hạn trên miệng núi lửa khiến đầu anh choáng váng. Nếu không phải sức mạnh của anh đủ lớn thì đã ngã xuống từ lâu rồi. Con mẹ nó, đừng để ông đây tóm được chúng mày. Tần Lâm ngồi sau bóng râm của một tảng đá lớn nhưng vẫn rất nóng. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì Tần Lâm đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, vẻ mặt anh cũng trở nên u ám, anh lập tức quay đầu lại, một con rắn lớn cùng màu với đá vôi ở đây phi tới với tốc độ vô cùng nhanh khiến Tần Lâm suýt nữa không kịp tránh. Nhanh quá! Tần Lâm hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trầm ngâm như nước, đạp một cái vào mình con rắn lớn màu xám trắng. Anh chưa đạp xong thì đằng sau lại xuất hiện thêm một con rắn màu trắng nữa nối đuôi tới. Phúc đến thì ít, họa đến thì dồn dập. Tần Lâm vừa đánh được một con rắn màu trắng xám thì một con khác lại đến, vẻ mặt Tần Lâm trở nên nghiêm trọng, anh lật mình như con diều hâu, lăn dưới đất rồi đấm một quyền vào con rắn kia bị đánh tê liệt cả người, nhanh chóng vọt ra ngoài. Sau con rắn thứ hai đến, con thứ ba thứ bốn cũng lũ lượt theo sau, tất cả đều dài 7-8 mét, vô cùng nhanh nhạy, rất to lớn, nhưng không hề nặng nề mà tấn công cũng rất mạnh mẽ, tốc độ kinh người, Tần Lâm thấy sức mạnh và cơ thể của chúng hoàn toàn không liên quan với nhau. Tần Lâm đánh trái né phải, nhưng bốn con rắn đã chặn hết đường đi của anh, vô cùng xảo quyệt, mấy con mắt nhìn chằm chằm vào anh, chúng có thể đánh anh một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Sắc mặt Tần Lâm trở lên vô cùng nghiêm trọng. Chẳng trách lính đánh thuê mang súng đến cũng bị đám rắn lửa giải quyết hết. Tần Lâm vẫn luôn làm chủ trận chiến, cứ tưởng đám rắn lửa sẽ là màu đỏ, có thể là có cả vằn nữa, nhưng không ngờ đám rắn lửa lại mang màu trắng xám giống với màu đá vôi, mắt thường khó có thể nhận ra được, nếu chúng nằm trên đá vôi thì không thể nào nhìn ra chúng được, nếu chúng không chủ động tấn công thì Tần Lâm cũng chẳng biết tới sự tồn tại của chúng. Thanh kiếm của Tần Lâm vẫn đứng vững, anh lau mồ hôi. Cuối cùng cũng thở dài một cái. Khóe miệng nở một nụ cười vui mừng, rắn lửa chúng chỉ có vậy thôi, kiếm Long Uyên 7 sao đúng là lợi hại,
nếu không có thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn này thì việc giết đám rắn này sẽ vô cùng khó khăn. Lúc Tần Lâm chuẩn bị bóc mật rắn rồi rời đi thì một con rắn nhỏ màu bạc phi thẳng vào mắt Tần Lâm. Nói thì chậm, nhưng lúc đó thì rất nhanh. Tần Lâm vung kiếm lên theo phản xạ, đánh bay con rắn nhỏ màu bạc ra. Con rắn nhỏ màu bạc không chịu lùi mà lại tấn công trực diện Tần Lâm thêm một lần nữa. Tần Lâm cũng không ngờ, con rắn nhỏ màu bạc lại kiên nhẫn như vậy, liên tiếp tấn công rồi bị Tần Lâm đập bay ra ngoài bởi vì kiếm không chém được vào người nó. Sau 7-8 lần, con rắn nhỏ màu bạc cuối cùng cũng bị Tần Lâm đập cho không phi lên được. Mặc dù chỉ dài hơn nửa mét, to bằng ngón tay nhưng lại rất nhanh, nếu là người bình thường hoặc phản ứng kém hơn Tần Lâm một chút cũng đã bị nó tấn công được rồi. Bà nó, suýt nữa thì lật thuyền, bị con rắn nhỏ như mày cắn đúng là xui xẻo mà. Tần Lâm chau mày, đang chuẩn bị lấy kiếm ra chém thì lại nghe được tiếng, oe oe oe. Sao lại có tiếng trẻ con khóc thế nhỉ? Tần Lâm nhìn xung quanh, bồn bề vắng lặng, lúc này âm thanh ấy lại vang lên. Oe oe oe, oe oe oe. Ôi trời, thành tinh rồi, con rắn trắng nhỏ mày thành tinh sao? Tần Lâm ngây người, nhìn con rắn trắng nhỏ mình đầy thương thích. Con rắn trắng nhỏ liên tục gật đầu. Oe, oe oe. Mày có thể nghe hiểu tiếng người sao? Tần Lâm kinh ngạc, con rắn trắng nhỏ này có thể nghe hiểu tiếng người thật sao? Con rắn trắng nhỏ lại điên cuồng gật đầu, lần này Tần Lâm hơi mất bình tĩnh, con rắn nhỏ này thành tinh thật. Vạn vật đều có linh tính, con rắn trắng nhỏ này cũng không ngoại lệ, bất cứ người hay loài vật nào cũng đều có linh tính, nhất là các loài vật trong tự nhiên, rất nhiều động vật có thể nghe hiểu tiếng người, chuyện này cũng xảy ra nhiều. Thời gian là thuốc trưởng thành tốt nhất của linh vật, nhưng con rắn trắng nhỏ này lại không lớn, nhìn có vẻ còn non mà. Vậy mà đã có linh tính cao như thế rồi. Mày cũng là rắn lửa sao? Tao chưa thấy rắn lửa nào nhỏ như mày cả, không thấy mất mặt à? Tần Lâm nhìn con rắn trắng nhỏ đầy hứng thú. Con rắn trắng nhỏ bực mình quay lại, liều mạng lắc đầu. Vậy mày là rắn gì? Còn lợi hại hơn cả rắn lửa sao? Oe oe oe. Con rắn trắng nhỏ nghênh đầu kêu, có vẻ rất tự hào. Vạn vật đều có linh tính, thôi bỏ đi, mày thông minh như vậy, tao tha cho mày lần này, ai bảo tao lương thiện quá chi. Tần Lâm mỉm cười, sau khi lấy được mật rắn lửa anh liền quay người rời đi. Tần Lâm đi được mấy dặm lại phát hiện ra con rắn trắng nhỏ kia vẫn đi theo sau mình. Mày đi theo tao làm gì? Tần Lâm chau mày. Mày muốn đi theo tao? Con rắn trắng nhỏ liều mạng gật đầu. Oe oe oe. Con rắn trắng nhỏ quay người lại bắt đầu bò vào trong rừng rậm, thỉnh thoảng lại quay người nhìn Tần Lâm. Tần Lâm nghi ngờ đi theo nó, tầm nửa tiếng sau, Tần Lâm được con rắn trắng nhỏ dẫn đến một mỏm đá vôi cao chót vót vô cùng hiểm trở. Ở đây không có dấu vết người lui tới, đến thú dữ e là cũng không đến đây, trừ khi là động vật bò sát xung quanh đây như loài rắn mới có thể đến. Cũng may là Tần Lâm thân thủ tốt. Lúc anh nhảy xuống vách núi treo leo thì lại nhìn thấy huyết linh chi to bằng cái đĩa. Ôi trời! Tần Lâm ngây ngẩn cả người, đây là huyết linh chi thật đó, đỏ tươi như máu, như ánh lửa gay gắt, hơn nữa mùi còn rất nồng, đứng xa 10 mét vẫn có thể ngửi được mùi của huyết linh chi. Huyết linh chi quý hơn rất nhiều lần so với linh chi bình thường, hơn nữa linh chi trăm năm cũng lắm chỉ to bằng nắm đấm thôi, nhìn vân trên cây huyết linh chi này chắc phải hơn nghìn năm rồi. Giống như một cây nấm lớn màu máu to như cái đĩa. Tần Lâm cảm thấy cổ họng khô khốc, đúng là may mắn quá, chắc sư phụ sống trăm năm cũng chẳng nhìn thấy huyết linh chi nào to như thế này, phát đạt rồi, phát đạt rồi. Ánh mắt Tần Lâm rực cháy, huyết linh chi quý giá như thế nào không cần nói cũng biết, dinh dưỡng nghìn năm, thấm đẫm tinh hoa nhật nguyệt, không phải dược liệu bình thường nào cũng có thể sánh được. Tần Lâm nuốt nước miếng, cẩn thận lại gần cây huyết linh chi. Nếu ăn nó sức mạnh của anh sẽ tăng lên rất nhiều lần đây. Không biết có thể đả thông hai sợi kinh mạch đới mạch và xung mạch không? Mắt Tần Lâm hơi nheo lại, trong lòng vô cùng kích động. Đúng là ở hiền gặp lành, không giết con rắn trắng nhỏ lại thu hoạch được chiến lợi phẩm bất ngờ. Tần Lâm xoa đầu con rắn trắng nhỏ, bảo bối nhỏ này đúng là hiếm có, những người dân sinh sống trong rừng rậm này cũng chưa chắc đã gặp được nó. Người bình thường không đến đây được. Cho dù là người có sức mạnh cũng chưa chắc đã đến được vách núi treo leo này, ai mà ngờ ở đây lại có bảo bối quý giá như vậy. Oe oe oe, con rắn trắng nhỏ kêu vài tiếng giống như tiếng khóc của trẻ con vậy.
may mà có mày, rắn trắng con, hai chúng ta có duyên thật đấy. Đới mạch và xung mạch là hai kinh mạch đứng sau hai mạch nhâm đốc, trừ hai mạch nhâm đốc ra thì kinh mạch trên người Tần Lâm đã được đả thông hết rồi. Sau khi từ từ hấp thụ huyết linh, Tần Lâm bắt đầu cảm thấy tốt hơn rất nhiều, dõi mắt về phía xa, mắt anh chợt sáng lên, trong phạm vi 1000 mét anh có thể nhìn rõ cả một con nhện đang trang tơ, trong phạm vi 5 dặm anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy nhỏ giọt, trong phạm vi vài trăm mét anh có thể cảm nhận được rõ tiếng gió thổi cỏ lay. Từng ngọn cây cọng cỏ, từng cánh hoa chiếc lá, anh có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Hơn nữa Tần Lâm còn có thể cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể mình được đả thông, mở rộng khiến cho sức mạnh của anh càng kinh người hơn, ra một quyền là có tiếng sấm sét, đả thông được 6 sợi kinh mạch anh thấy mình có thể chọc thủng được cơ thể của đám rắn lửa. Tần Lâm đấm vào cây cổ thụ trăm năm làm thân cây thủng một lỗ lớn, đến bản thân anh cũng phải thầm suýt xoa. Đây là minh chứng của sức mạnh. Tần Lâm hít một hơi dài, sức mạnh tăng lên rất nhiều lần so với trước đây, cảm giác với được nhật nguyệt lấy được sao trên trời mới sung sướng làm sao. Tần Lâm lại càng hiếu kỳ càng hưng phấn, thử nhảy lên không ngờ vút lên trời cao trăm mét, thử nhảy lần nữa mà xa nghìn dặm. Đây không phải là khinh công sao? Tần Lâm nhảy như bay trong rừng sâu, chẳng mấy chốc đã chạy được mấy dặm. Nếu có một ngày mình đã thông được hai mạch nhâm đốc thì không biết sẽ như thế nào. E là sư phụ cũng chẳng đã thông được hai mạch nhâm đốc. Trong lòng Tần Lâm lại nghĩ đến sư phụ, trong lòng hơi lo lắng bất an, sư phụ, có lẽ đã đi rồi. Mặc dù không biết có thể bay thật hay không nhưng nếu đã thông được kỳ kinh bát mạch thì Tần Lâm sẽ thoát ly khỏi môi trường của người bình thường, trở thành thần tiên trong mắt mọi người. Đan điền bức bạch, cơ thể Tần Lâm vẫn còn năng lượng cuồn cuộn, giống như không dùng hết chỗ năng lượng đó, bá đạo, quá bá đạo. Tần Lâm ung dung, bước đi như bay, đưa cả con rắn trắng nhỏ rời khỏi đảo Tiên Bồng Lai. Con rắn trắng nhỏ quấn lấy cánh tay anh, nấp trong tay áo, người ngoài không thể phát hiện được, con rắn này chắc sẽ đi theo anh rồi. Tần Lâm lo lắng cho bệnh tình của Trúc Linh Linh nên cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng trở về tỉnh Hán Đông. Khi Tần Lâm trở về nhà đã là 4 ngày sau, bệnh tình của Trúc Linh Linh ngày càng trầm trọng, nặng hơn cả lúc mà anh đi. Nhìn Trúc Linh Linh run lẩy bẩy trên giường, Tần Lâm đau lòng nói không lên lời. Linh Linh, anh mang mật rắn lửa về cho em đây, lần này anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Tần Lâm nắm chặt lấy tay Trúc Linh Linh, cơ thể cô lạnh ngắt khiến anh hoảng sợ. Em tin anh Tiểu Lâm. Trúc Linh Linh mỉm cười dịu dàng. Từ lúc Tần Lâm rời đi cô vẫn luôn tin anh Tiểu Lâm sẽ không phụ lòng cô, anh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cô. Bây giờ anh Tần Lâm đã trở về rồi, còn mang cả mật rắn về nữa. Đừng nói gì nữa, để anh chữa trị cho em. Tần Lâm khẽ nói, bây giờ Trúc Linh Linh vô cùng yếu, hơn nữa sắc mặt cũng rất xấu, nếu cứ như vậy sẽ chẳng chịu được quá một tuần, may mà Tần Lâm trở về kịp thời. Tần Lâm sấy khô mật rắn, nghiền nát xong đi pha nước cho Trúc Linh Linh uống. Sau khi Trúc Linh Linh uống nước mật rắn, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên, lúc này Tần Lâm lại bắt đầu châm cứu giúp cơ thể cô tiêu hóa mật rắn tốt hơn. Nửa giờ sau, Tần Lâm chảy mồ hôi đầy mặt, lần này chữa bệnh cho Trúc Linh Linh anh rất cẩn thận, hàn cổ đinh không tầm thường, năm đó sư phụ có nhắc tới cũng còn có vẻ hơi sợ sệt. Sắc mặt Trúc Linh Linh dần hồi phục, nhiệt độ cơ thể cũng trở về bình thường. Bệnh đến thì dễ đi thì khó. Nhưng mới nửa ngày mà trạng thái tinh thần của Trúc Linh Linh cũng đã tốt lên rất nhiều. Lúc này Tần Lâm mới thở dài. Anh Tiểu Lâm, anh lợi hại thật đấy. Trúc Linh Linh giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ khen ngợi, nở nụ cười, tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Để anh bắt mạch cho em. Tần Lâm lại bắt mạch cho Trúc Linh Linh, vẻ mặt anh hơi trầm xuống. Độc hàn cổ đinh vẫn chưa giải được hết ư. Trong lòng anh hơi hoang mang, anh đã xem thường hàn cổ đinh rồi. Mặc dù anh có thể tạm thời khống chế được hàn độc của hàn cổ đinh, nhưng cho dù dùng cả hai cách châm cứu và uống nước mật rắn cũng không thể giải được hết độc. Đừng để tao biết mày là ai, tao nhất định sẽ băm thây mày thành hàng trăm nghìn miếng. Ánh mắt Tần Lâm sắc như dao, trong lòng thầm lập lời thề. Hàn cổ đinh. Hay lắm hàn cổ đinh. Ánh mắt Tần Lâm trầm ngâm như mặt nước, nhìn thì có vẻ bình lặng nhưng bên trong thì cuộn trào sợ hãi và tức giận, chuyện này chưa thể kết luận được điều gì. Vì chưa biết ai là người hạ độc, nhưng chắc chắn có liên quan đến Trúc Minh, Tần Lâm dám chắc điều này, anh biết tên Trúc Minh này không phải thứ gì tốt đẹp từ lâu rồi. Trải qua biết bao nhiêu lần bị lật tẩy mà không nhớ,
lần này anh nhất định sẽ bắt ông ta trả giá. Dám làm chuyện táng tận lương tâm như vậy với cháu gái của mình, nếu không đuổi ông ta ra khỏi nhà họ Trúc thì sau này Trúc Linh Linh sẽ càng nguy hiểm hơn. Nhưng vì tâm trạng của Trúc Linh Linh nên Tần Lâm không nói sự thật cho cô biết, ít nhất thì trong khoảng thời gian nữa cô chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất là một năm, nhiều nhất là ba năm, độc hàn cổ đinh chắc chắn sẽ tái phát lần nữa, lúc đó e là cả Tần Lâm cũng khó mà giải được. Kế hoạch bây giờ của anh là phải tìm ra được hung thủ. Anh Tiểu Lâm, anh nói xem, chuyện này có phải do bác cả em làm không? Trúc Linh Linh vẫn không tin, dù gì bọn họ cũng là người thân, nếu Trúc Minh làm như vậy thật thì đúng là mất hết nhân tính rồi. Rõ ràng là Trúc Linh Linh vẫn còn một tia hy vọng với Trúc Minh. Chuyện này cứ để cho anh, bây giờ anh sẽ đi tìm ông ta. Tần Lâm cười rồi nói, khóe miệng nhếch lên lại khiến Trúc Linh Linh hơi lo lắng. Em đi cùng anh. Tần Lâm gật đầu. Hai người đi thẳng đến biệt thự của Trúc Minh. Lúc này đã nhá nhem tối, Trúc Minh đang uống rượu với con gái. Từ nay về sau, y dược Văn Hòa sẽ là của chúng ta rồi, Tiểu Nguyệt, con phải làm ăn cẩn thận, sau này cả gia sản của bố sẽ vào tay con hết, con đừng xem thường đấy, đánh được Giang Sơn thì dễ, giữ được Giang Sơn mới là khó. Con xem, bố không dễ gì mới nắm được chức chủ tịch đúng không? Cháu nói gì vậy, Linh Linh? Đều là người một nhà cả, nào Tiểu Lưu, mau mang thêm bát đũa ra đây để tôi tiếp cháu gái và cháu rể của tôi nào. Trúc Minh bảo người giúp việc mang thêm đũa và bát lên, nhưng vẻ mặt của ông ta thì lại rất căng thẳng, thậm chí còn đổ cả mồ hôi hột. Không cần đâu, hôm nay cháu đến đây để bàn giao lại công việc của bác cả, mấy hôm nay để bác cả khổ rồi, ha ha, từ hôm nay không cần bác phải nhọc lòng nữa, cháu sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch y dược Văn Hòa một lần nữa. Trúc Linh Linh nghiêm nghị nói. Trái tim Trúc Minh đập thình thịch, lần này đến để thu lại quyền à. Ông ta không ngờ bệnh của Trúc Linh Linh lại khỏi nhanh như vậy. Lúc này, nhìn thấy Trúc Linh Linh và Tần Lâm tìm đến cửa, trong lòng Trúc Minh đã hơi chột dạ, vì ông ta không ngờ Trúc Linh Linh vẫn có thể đứng dậy. Linh Linh, ăn cơm trước đi, ăn xong chúng ta nói chuyện sau, dù sao cũng đang ở nhà, để ngày mai đến công ty chúng ta nói chuyện công việc sau. Trúc Minh cười nói, không cần đâu, nói luôn ở đây đi, tôi sợ sau khi ăn xong, ngày mai mình sẽ không thể đến công ty nữa. Trúc Linh Linh lạnh lùng nói, Trúc Linh Linh, ý cô là gì? Dù sao thì ông ấy cũng là bác của cô nghênh ngang chạy đến nhà chúng tôi, lại còn hống hách như thế, đây là thái độ của cô đối với người lớn đấy à? Cô nghĩ cô là ai? Giờ y dược Văn Hòa do cô quản lý thì ghê gớm lắm à? Suy cho cùng thì chúng ta đều là người một nhà, chẳng lẽ cô tan ca về nhà còn tỏ vẻ với người lớn à? Trúc Tiểu Nguyệt vỗ mạnh bàn, lạnh lùng nói. Thế à, có vẻ là tôi gây sự một cách vô lý rồi, vậy thì xin lỗi bác cả, chị Tiểu Nguyệt nói làm tôi tỉnh ngộ rồi. Trúc Linh Linh gật đầu nói. Chúng ta là người một nhà mà, người một nhà thì không phải khách sáo, bác cả, phải chăng nhà hàng hải sản lần trước bác dẫn tôi đi ăn không sạch sẽ à? Vì sao tôi ăn xong liền bị bệnh đến tận bây giờ? Vì thế tôi thật không dám ăn bữa này, bởi vì tôi sợ sẽ phát bệnh trở lại, tôi nói có đúng không, bác cả? Trúc Linh Linh nhìn Trúc Minh với ánh mắt sắc lẹm. Lời này từ đâu ra vậy? Linh Linh, cháu đang đùa đúng không? Ha ha ha, bác cả từ lâu đã hy vọng cháu mau khỏe lại, để giao y dược Văn Hòa cho cháu. Từ sau khi cháu tiếp quản y dược Văn Hòa, công ty phát triển lớn mạnh. Bác không tài giỏi bằng cháu, y dược Văn Hòa dưới sự lãnh đạo của cháu mới có thể ngày càng hưng thịnh. Trúc Minh cười giả lả nói. Tôi không thấy thế, Văn Hòa dưới sự lãnh đạo của bác cả mới càng tốt hơn. Chắc bác cả đã bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho sự phát triển của công ty trong tương lai rồi nhỉ. Tôi khỏe nhanh như vậy đã quét sạch niềm vui của bác rồi nhỉ. Ánh mắt Trúc Linh Linh lạnh lùng, lúc này, trong lòng Trúc Linh càng thêm sợ hãi, lẽ nào Trúc Linh Linh đã biết gì rồi. Chắc chắn không thể nào, bọn họ đã rất kín kẽ, sao có thể bị người khác biết được chứ? Trúc Minh nhìn Tần Lâm, hai mắt Tần Lâm tràn đầy vẻ lạnh lùng, nhìn chằm chằm ông ta. Trúc Linh Linh, đây là nhà tôi, không phải nhà cô muốn dở thói ngang ngược thì về nhà mình mà dở, bố tôi từng này tuổi rồi không đến lượt cô dạy dỗ, cô ở đây dạy dỗ bố tôi với giọng điệu quái gở là thế quái nào? Cô tưởng cô ghê gớm lắm, là lão đại nhà họ Trúc thật đấy à? Cùng lắm là chúng tôi không làm nữa, cô là cái thá gì chứ? Cô nhìn cái gì,
có bản lĩnh thì đánh tôi đi. Trúc Tiểu Nguyệt khinh thường lườm Trúc Linh Linh, tức giận nói. Bốp! Tần Lâm vung tay tát Trúc Tiểu Nguyệt ngã lăn ra đất, phát tát này khiến Trúc Tiểu Nguyệt trực tiếp hôn mê. Cậu định làm gì, Tần Lâm? Đây là nhà tôi đấy. Trúc Minh tức giận mắng chửi. Đúng là nhà các ông, tôi đánh con gái ông cũng là thật. Tôi đang muốn hỏi ông, là ai đã hạ độc Linh Linh? Tần Lâm lạnh lùng hỏi. Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Trúc Minh nhíu mày, trái tim đập thình thịch. Không hiểu, vậy tôi sẽ dạy ông. Tần Lâm tiến lên đá vào cằm Trúc Minh khiến ông ta lật ngửa 360 độ rồi quỳ xuống đất, cằm đã bị Tần Lâm đá lệch ra, mặt đầy máu. Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, Trúc Linh Linh cũng hơi không chịu nổi. Tôi hỏi lại ông một câu, ai hại độc Linh Linh? Giọng nói của Tần Lâm dần trở nên buốt giá. Tôi thật sự không biết. Trúc Minh ngẩng đầy, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tần Lâm nhíu mày, đá vào Trúc Minh, khiến ông ta văng vào bàn ăn, bàn thủy tinh cùng đống đồ ăn ngon rơi vãi xuống đất. Trúc Tiểu Nguyệt sợ tái mét mặt mũi, Tần Lâm quá độc ác, bố cô ta bị đánh thành ra như thế, nhưng cô ta không dám mở mồm. Trúc Minh cảm thấy bản thân như sắp chết ngạt, xương ngực bị Tần Lâm đá gãy mấy cái, mặt bê bết máu, mảnh thủy tinh đâm vào da thịt, đau đớn vô cùng. Trúc Minh bị đánh cho toàn thân run rẩy, không dám ngẩng lên nhìn Tần Lâm. Lúc này, Trúc Linh Linh có chút không đành lòng, suy cho cùng thì đây cũng là bác cô, Tần Lâm ra tay hơi tàn nhẫn, nhưng ngay khi cô muốn lên tiếng khuyên ngăn thì Tần Lâm đã tiến lên một bước, túm chặt lấy Trúc Minh đang mềm oặt như con chó chết, nhìn ông ta với ánh mắt sắc lạnh. Tôi hỏi ông lần cuối, đây cũng là cơ hội cuối cùng của ông, rốt cuộc là ai đã hạ độc Linh Linh, Hàn Cổ Đinh, thủ đoạn không tồi. Chỉ đáng tiếc là tôi đã chữa khỏi cho cô ấy rồi, cho dù ông không nói thì tôi cũng chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đó, nếu ông không nói thì hôm nay tôi sẽ tiễn ông xuống địa ngục. Lời của Tần Lâm khiến Trúc Minh hoàn toàn mất hết tự tin, ông ta bị Tần Lâm dùng một tay nhấc lên thì môi miệng khô khốc, trong lòng hoảng sợ run rẩy. Bố chị thật sự làm tôi quá thất vọng, ông ta định tận tay giết chết tôi. Uổng công tôi vẫn tin tưởng ông ta như vậy, còn coi ông ta là bác cả, là cánh tay phải tôi tin tưởng nhất. Nhưng giờ xem ra là tôi đã quá ngây thơ, Trúc Minh, ông chính là một kẻ khốn nạn. Ông căn bản không xứng làm ngươi nhà họ Trúc, ông dám ra tay với cả người thân, nếu không có anh Tiểu Lâm thì e là hiện giờ tôi đã chết rồi. Trúc Linh Linh gào thét, thật sự quá mức đau lòng, vốn tưởng bác cả đã thay đổi, toàn tâm toàn ý cùng cô quản lý nhà họ Trúc, nhưng giờ xem ra toàn là giả dối, ông ta vậy mà lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu, muốn giết người, để thay thế cô trở thành người lãnh đạo nhà họ Trúc. Năm lần bảy lượt thất bại trong tay cô khiến Trúc Minh rất không cam lòng, cuối cùng dùng thủ đoạn đê hèn như vậy khiến Trúc Linh Linh vô cùng đau lòng. Tình thân trong các gia tộc lớn là thứ rẻ rúng nhất. Bố, đây là sự thật à? Trúc Tiểu Nguyệt không thể tin được, không ngờ bố mình lại muốn giết Trúc Linh Linh. Mặc dù cô ta và Trúc Linh Linh không ưa gì nhau, và lại còn luôn đấu chọi nhau gay gắt, nhưng chưa từng có suy nghĩ muốn hãm hại Trúc Linh Linh. Bố cô ta hồ đồ thật rồi, thậm chí đã vượt quá giới hạn cuối cùng. Bố cũng là nhất thời hồ đồ, Linh Linh cháu tha cho bác một lần này đi, cháu nói gì bác cũng nghe theo. Trúc Minh quỳ xuống trước mặt Trúc Linh Linh, ôm chặt chân cô. Người cùng một nhà mà sao lại đấu đá nhau như vậy chứ? Trúc Linh Linh lẩm bẩm, đá hất Trúc Minh ra, lúc này, trong lòng cô tràn đầy đau buồn, ngay cả người thân cũng không thể tin tưởng, cô còn có thể tin ai đây? Chuyện gì đây, sao lại nằm ra đất thế này, con cả, con làm sao thế? Mau đứng dậy. Lúc này, bà nội của Trúc Linh Linh cũng chính là Âu Dương Diễm Diễm đột nhiên xuất hiện, không biết do ai gọi đến. Âu Dương Diễm Diễm nhìn thấy Trúc Minh bị đánh máu me bê bết thì lập tức vô cùng đau lòng, đây là con trai bà ta, là khúc thịt trên người bà ta. Mẹ, con có lỗi với Linh Linh, xin lỗi Linh Linh, hu hu hu. Trúc Minh ôm chân mẹ mình khóc lóc nức nở. Được rồi, không sao, có chuyện gì, mẹ sẽ giúp con. Âu Dương Diễm Diễm nói. Linh Linh, rốt cuộc là thế nào, sao các cháu lại chạy đến nhà bác cả cháu gây chuyện vậy, cho dù là chuyện gì thì bác cả cháu đã biết lỗi rồi, cháu còn chưa thôi à? Đúng thế, bà nội, Trúc Linh Linh ép người quá đáng, muốn bắt bố cháu chết cùng cô ta mới thôi, đều là người thân trong nhà cả mà. Trúc Tiểu Nguyệt phản kích, nói với vẻ bực tức. Được rồi. Cho dù là chuyện gì thì kết thúc ở đây đi,
bác cả cháu đã quỳ xuống rồi, cháu phận con cháu mà có thể không nói năng gì à? Không sao, có mẹ ở đây, con đứng dậy đi, đều là người một nhà cả, có gì không giải quyết được chứ? Âu Dương Diễm Diễm trừng mắt với Trúc Linh Linh. Bà nội, Trúc Minh muốn giết cháu, nếu không có anh Tiểu Lâm, thì hiện giờ cháu đã chết rồi, bà nói xem cháu có nên tha thứ cho ông ta không? Trúc Linh Linh nhấn mạnh từng câu từng chữ, vẻ lạnh lùng xương giá bao trùm khuôn mặt. Sắc mặt Âu Dương Diễm Diễm tối sầm lại, cái thằng này sao lại làm ra chuyện thế này chứ? Âu Dương Diễm Diễm liếc nhìn Trúc Minh cúi đầu, không dám nói lời nào. Âu Dương Diễm Diễm thầm nghĩ, hỏng rồi, xem ra là Trúc Minh đã làm ra chuyện mất hết nhân tính này rồi, không ngờ Trúc Minh lại định giết hại Trúc Linh Linh, tên này thật không biết chừng mực, đây là chuyện phạm pháp, phải đi tù đó. Nhưng ngẫm lại, dù sao cũng là con trai mình, dù có làm chuyện tày trời thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thể tha thứ, đây là đứa con trai bà ta thương nhất, là khúc thịt của bà ta. Cái đứa khốn nạn này, Trúc Minh, mẹ thấy con bị điên rồi, sao con lại làm ra chuyện này chứ? Con không muốn sống nữa à, sau này còn làm thế, xem mẹ xử lý con thế nào. Bà cụ tát lên mặt Trúc Minh một cái nhẹ hều, rõ ràng là chỉ để cho Trúc Linh Linh xem. Vâng vâng, sau này con chắc chắn không dám nữa đâu mẹ. Trúc Minh gật đầu lia lịa. Bà thay cháu dạy dỗ nó rồi, Linh Linh, chuyện này kết thúc ở đây đi. Bác cả cháu là người thế nào bà là người hiểu rõ nhất, nó là người nhát gán, tâm địa không hề xấu, mọi người đều là người một nhà. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, chúng ta không thể trở mặt với nhau được, nhà họ Trúc chúng ta còn trông chờ vào thế hệ con cháu bọn con nữa. Âu Dương Diễm Diễm cười nói. Kết thúc ở đây, bà nội, hình phạt của bà hình như hơi nhỏ thì phải. Trúc Minh muốn giết cháu, mà bà chỉ nói một hai câu là xong chuyện sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Trúc Linh Linh tức quá hóa cười, bà nội đã làm mới cách hiểu của cô về hai chữ tình thân rồi, tình cảm với cô trong mắt bà ta rẻ rúng như vậy sao? Vậy cháu còn muốn thế nào, Trúc Minh đã nhận lỗi rồi, cháu còn muốn bắt nó chết sao? Sao cháu lại độc ác như thế, Trúc Linh Linh, bác cả cháu đã biết sai rồi, nó chỉ là nhất thời hồ đồ mới làm vậy, giờ cháu còn không chịu buông tha, cháu muốn thế nào? Âu Dương Diễm Diễm mắng chửi. Trúc Linh Linh bị bà nội làm cho tức giận, cái quái gì thế? Sao chuyện này lại thành cô sai vậy? Tần Lâm đứng bên cạnh cười cười không nói, bà Âu Dương Diễm Diễm này đúng là càng lúc càng không biết xấu hổ, ban đầu còn có chút nhân tính, hiện giờ đã biến sự không biết xấu hổ thành điều hiển nhiên rồi. Đúng thế, bà nội, để loại người như nó phụ trách quản lý nhà họ Trúc, nhà chúng ta sao có thể sống tốt đẹp được chứ? Bố cháu đã bị bọn nó đánh thành ra như này, còn muốn thế nào nữa? Chỉ là giết người không thành mà thôi, Trúc Linh Linh chính là muốn nhân cơ hội này chèn ép cháu và bố, để một mình quản lý tập đoàn Văn Hòa. Bà nội, Linh Linh quả thật quá độc ác, cháu chưa thấy người phụ nữ nào có tâm địa rắn rết như thế. Trúc Tiểu Nguyệt cũng đổ thêm dầu vào lửa, lúc này thấy bà nội ở bên chống lưng cho cô ta nên lập tức phản kích, đổ mọi trách nhiệm lên người Trúc Linh Linh. Biến bố con bọn họ thành người bị hại. Tôi độc ác, ha ha ha, các người đúng là không biết xấu hổ, ha ha, bà nội, giờ cháu mới là người bị hại, bà có rõ không vậy? Trúc Minh muốn giết cháu, mà giờ bà lại nói đỡ cho ông ta. Nói cháu không buông tha, lẽ nào cháu phải quỳ xuống xin ông ta giết cháu à? Cháu tự làm bẽ mặt, bà nội, bà hơi quá đáng rồi đó, cháu không cần bà nói thay cho cháu. Bà đến cả sự công bằng căn bản nhất cũng không đảm bảo được, lần này cháu nhất định phải nói cho rõ ràng. Suýt chút nữa cháu đã chết rồi, nhưng trong mắt bà lại là chuyện đương nhiên, cháu tìm bác cả để nói lý thì lại thành lỗi của cháu, vậy bà nói cho cháu biết nên làm thế nào đây? Ông ta không có nhân tính muốn giết chết con cháu nhà mình, để thay thế trở thành lãnh đạo tập đoàn Văn Hòa, lẽ nào đây là chuyện đương nhiên sao? Trúc Linh Linh cười chế giễu. Bác cả của cháu chỉ là nhất thời hồ đồ. Giờ nó đã biết sai rồi, cháu còn muốn thế nào nữa? Bà hỏi cháu có thôi đi không hả, đều là người một nhà, nếu cháu có chuyện bất trắc gì thì bà chắc chắn sẽ không tha cho nó, nhưng quan trọng là cháu không sao cả, mà còn muốn bà lấy lại công bằng cho cháu. Cháu là thanh niên trẻ tuổi phải nên rộng lượng chứ, đúng không? Vì sao bác cả cháu lại muốn thay thế cháu, chắc chắn là do cháu làm chưa đủ tốt, nó muốn làm tốt hơn, tất cả là vì nhà họ Trúc, nó đâu có sai chứ. Âu Dương Diễm Diễm chống eo nói với dáng vẻ đương nhiên.
Trúc Linh Linh tức đến nỗi hai vai run rẩy, nước mắt chảy ròng. Bắt nạt người quá đáng. Cô chưa bao giờ bị đối xử bất công như vậy, cho dù là ban đầu, bà nội cũng không có quá đáng như thế, nhưng lần này thật sự khiến cô nhìn thấy cái gọi là nhân tình lạnh lẽo. Trong lòng bà nội, cô như một người giúp việc, chết cũng được mà không chết cũng chẳng sao, trong mắt bà nội chỉ có bác cả, cho dù cô có cố gắng hơn nữa, có hy sinh nhiều hơn nữa vì nhà họ Trúc thì đều là điều hiển nhiên, ngược lại, là cô nợ bác cả đối xử với cô như thế đều là có lý do, có nỗi khổ riêng. Trúc Linh Linh phát hiện ra một đạo lý là dù cô nói gì hay làm gì thì cũng đều sai cả, trong mắt bà nội, Trúc Minh luôn luôn đúng, cho dù sai cũng sẽ bao che cho ông ta. Hiện giờ bản thân cô từ người bị hại biến thành kẻ vô lý đùng đùng, tất cả là từ lời nói một mặt của bà nội. Trúc Linh Linh cảm thấy vô cùng ấm ức không thể nói ra, hiện giờ bị bà nội mình sỉ nhục như vậy đã hoàn toàn bóp chết chỉ số IQ của cô. Con người sao lại vô liêm sỉ đến mức độ này chứ? Trúc Linh Linh vốn tưởng rằng bà nội sẽ giúp cô lấy lại công bằng, thậm chí còn mắng nhiếc bác cả một trận, khiến ông ta tự suy ngẫm lại bản thân, tước đoạt quyền của ông ta, còn bắt ông ta quỳ xuống xin lỗi, giờ xem ra bản thân cô đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Trúc Tiểu Nguyệt, Trúc Minh không biết xấu hổ, bà nội càng vô liêm sỉ hơn. Bà nội, cháu biết cháu nói gì cũng vô ích, bởi vì bà đã quyết tâm bảo vệ bác cả đến cùng, cháu hy vọng lương tâm của bà sẽ không bị lên án. Trúc Linh Linh trầm giọng nói. Trúc Linh Linh, ý cháu là gì, cháu đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Hiện giờ mặc dù quyền quản lý tập đoàn Văn Hòa trong tay cháu, nhưng cháu vẫn là cháu gái nhà họ Trúc, cháu muốn lật trời chắc. Có bản lĩnh thì đánh chết bà già này đi, nào, đánh đi. Bà già này chả thèm quan tâm gì hết, cô đánh chết tôi đi. Tôi xem lương tâm ai mới bị khiển trách. Âu Dương Diễm Diễm ngẩng cổ lên nói, hai mắt lóe sáng hung hãn. Làm cho Trúc Linh Linh không nói nên lời. Trúc Minh cười thầm, đúng là mẹ ruột của mình, gừng càng già càng cay, trước mặt mẹ, cho dù Trúc Linh Linh có mạnh mẽ cỡ nào cũng vô ích. May mà bổ nhí kiêm bảo mẫu tiểu lưu của ông ta kịp thời thông báo với mẹ, nếu không hôm nay ông ta không biết nên xử lý ra sao. Trúc Minh nhướng mày, nhìn tiểu lưu với ánh mắt khen ngợi. Tần Lâm chế giễu trong lòng, bà Âu Dương Diễm Diễm này đúng là không biết tốt xấu, đổi trắng thay đen không nói. Còn ép Trúc Linh Linh đến đường cùng. Vốn dĩ bọn họ đến đây để hỏi tội, nhưng hiện giờ lại bị phản kích, bà già này đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm. Nhưng Tần Lâm mới không mắc bẫy bà ta, các người có thể khống chế Trúc Linh Linh, nhưng còn lâu mới quản được anh. Bốp, bốp, bốp. Tần Lâm bỗng nhiên vung tay tát mạnh vào mặt Âu Dương Diễm Diễm, Âu Dương Diễm Diễm bị tát túi bụi, mặt mũi quay cuồng. Bà đã yêu cầu đặc biệt như thế. Thì tôi chắc chắc phải thỏa mãn bà rồi. Nhìn cái gì mà nhìn, thấy chưa đủ mạnh à? Tần Lâm cười nói. Âu Dương Diễm Diễm bị Tần Lâm đánh đến mức toàn thân run lẩy bẩy, Trúc Minh cũng không dám nói lời nào, cảm giác bị đánh khi nãy vẫn còn y nguyên trong đầu, nếu Trúc Minh dám nói, Tần Lâm chắc chắn sẽ tẩn ông ta lần nữa. Bà già kia, nhìn cái gì mà nhìn, đây là bà bảo tôi đánh mà, cũng đâu có đánh chết, có gì ghê gớm chứ, cũng đâu có bị làm sao. Xin lỗi, tôi ra tay hơi mạnh, ha ha ha. Bà già, bà yên tâm, tôi ra tay có chừng mực, không đánh chết bà được đâu. Tần Lâm nói với bộ dạng lười biếng. Ngay cả Trúc Linh Linh cũng sững sờ, cái tát này của Tần Lâm quả thật sảng khoái quá. Âu Dương Diễm Diễm tức giận trợn mắt, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Cậu muốn tôi tức chết à? Trúc Linh Linh, cái đứa cháu khốn nạn này. Âu Dương Diễm Diễm bị tát sưng tím mặt mũi, và quan trọng hơn cả, là tức đến mức lập tức lăn đùng ra hôn mê. Tần Lâm nhanh chóng nhấn vào huyệt nhân trung của bà ta. Âu Dương Diễm Diễm khó khăn mở mắt, thấy Tần Lâm đang nhìn chằm chằm thì sợ chết khiếp. Bà già, bà yên tâm, tôi là thần y, có tôi ở đây, bà muốn chết cũng không nổi đâu. Thao tác của Tần Lâm bỗng nhiên trở nên mạnh bạo, khiến bà ta muốn chết cũng không xong. Sau khi ăn một phát tát, Âu Dương Diễm Diễm tức đến hôn mê, rồi lại bị Tần Lâm cứu dậy. Các người. Bà ta run rẩy chỉ ngón tay vào Tần Lâm và Trúc Linh Linh thở hổn hển, nói không nên lời. Trong lòng Trúc Linh Linh vẫn cảm thấy có phần lo lắng, vì dù sao đây cũng là bà nội cô, nhưng nghĩ đến vừa nãy bà ta chỉ muốn đạp cô xuống vũng bùn thì lại cảm thấy tức giận không thôi. Cô đã cố gắng hết sức vì nhà họ Trúc, cuối cùng còn bị người ta hãm hại, đã thế.
lại còn bị bà nội bỏ mặc, ai có thể bình tĩnh nổi chứ? Trúc Linh Linh đã nhân từ lắm rồi, nếu là Tần Lâm thì kết quả hiện giờ đã không như này, anh đã sớm xử lý sạch đám người này, đuổi ra khỏi gia tộc rồi. Không chỉ Âu Dương Diễm Diễm, cả Trúc Minh và Trúc Tiểu Nguyệt đều chết lặng, Tần Lâm thật sự muốn đánh bà cụ thừa sống thiếu chết. Muốn chết không được mà sống cũng chẳng xong. Tần Lâm, cậu dám đánh mẹ tôi, nhà họ Trúc chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Mẹ tôi đã từng này tuổi rồi, Tần Lâm, cậu có biết kính lão đắc thọ không hả? Cậu đúng là vô đạo đức. Trúc Minh mạnh miệng nói. Dọa nạt tôi, ông đúng là càng lúc càng lợi hại nhỉ, ha ha ha. Tôi sẽ tôn trọng người xứng đáng được tôn trọng, người không xứng đáng thì cho dù là 100 tuổi thì Tần Lâm tôi cũng chẳng quan tâm, một bà già không biết lý lẽ như bà ta thì có gì để nói chứ. Tưởng bám víu vào cái lý do tuổi già, thì ai cũng phải nhường bà ta à. Còn muốn dở trò đạo lý à? Các người xứng chắc, chỉ cần tôi không có đạo đức thì các người còn lâu mới trói buộc được tôi. Vì quyền lực và ham muốn, để có thể ngồi lên vị trí thống trị nhà họ Trúc, ông ta mới hợp tác với người kia để hãm hại Trúc Linh Linh. Hiện giờ nói gì cũng đã muộn rồi, giờ ông ta chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ Tần Lâm. Cơn đau da thịt này không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi, sự hành hạ của Tần Lâm đối với Trúc Minh mà nói là quá khủng khiếp. Là Chu Vô Cực của nhà họ Chu, là cậu ta bảo tôi làm, cậu ta nói nếu tôi không làm thì sẽ không tha cho tôi, đứng trách tôi, tất cả là do cậu ta ép tôi. Trúc Minh vừa khóc vừa nói. Âu Dương Diễm Diễm chống eo nói với dáng vẻ đương nhiên. Trúc Linh Linh tức đến nỗi hai vai run rẩy, nước mắt chảy ròng. Bắt nạt người quá đáng. Cô chưa bao giờ bị đối xử bất công như vậy, cho dù là ban đầu, bà nội cũng không có quá đáng như thế. Nhưng lần này thật sự khiến cô nhìn thấy cái gọi là nhân tình lạnh lẽo. Trong lòng bà nội, cô như một người giúp việc, chết cũng được mà không chết cũng chẳng sao, trong mắt bà nội chỉ có bác cả, cho dù cô có cố gắng hơn nữa, có hy sinh nhiều hơn nữa vì nhà họ Trúc thì đều là điều hiển nhiên, ngược lại, là cô nợ bác cả đối xử với cô như thế đều là có lý do, có nỗi khổ riêng. Trúc Linh Linh phát hiện ra một đạo lý là dù cô nói gì hay làm gì thì cũng đều sai cả. Trong mắt bà nội, Trúc Minh luôn luôn đúng, cho dù sai cũng sẽ bao che cho ông ta. Hiện giờ bản thân cô từ người bị hại biến thành kẻ vô lý đùng đùng, tất cả là từ lời nói một mặt của bà nội. Trúc Linh Linh cảm thấy vô cùng ấm ức không thể nói ra, hiện giờ bị bà nội mình sỉ nhục như vậy đã hoàn toàn bóp chết chỉ số IQ của cô. Con người sao lại vô liêm sỉ đến mức độ này chứ? Trúc Linh Linh vốn tưởng rằng bà nội sẽ giúp cô lấy lại công bằng. Thậm chí còn mắng nhiếc bác cả một trận, khiến ông ta tự suy ngẫm lại bản thân, tước đoạt quyền của ông ta, còn bắt ông ta quỳ xuống xin lỗi, giờ xem ra bản thân cô đã suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Trúc Tiểu Nguyệt, Trúc Minh không biết xấu hổ, bà nội càng vô liêm sỉ hơn. Bà nội, cháu biết cháu nói gì cũng vô ích, bởi vì bà đã quyết tâm bảo vệ bác cả đến cùng, cháu hy vọng lương tâm của bà sẽ không bị lên án. Trúc Linh Linh trầm giọng nói. Trúc Linh Linh. Ý cháu là gì, cháu đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Hiện giờ mặc dù quyền quản lý tập đoàn Văn Hòa trong tay cháu, nhưng cháu vẫn là cháu gái nhà họ Trúc, cháu muốn lật trời chắc. Có bản lĩnh thì đánh chết bà già này đi, nào, đánh đi. Bà già này chả thèm quan tâm gì hết, cô đánh chết tôi đi. Tôi xem lương tâm ai mới bị khiển trách. Âu Dương Diễm Diễm ngẩng cổ lên nói, hai mắt lóe sáng hung hãn, làm cho Trúc Linh Linh không nói nên lời. Trúc Minh cười thầm, đúng là mẹ ruột của mình, gừng càng già càng cay, trước mặt mẹ, cho dù Trúc Linh Linh có mạnh mẽ cỡ nào cũng vô ích. May mà bổ nhí kiêm bảo mẫu tiểu lưu của ông ta kịp thời thông báo với mẹ, nếu không hôm nay ông ta không biết nên xử lý ra sao. Trúc Minh nhướng mày, nhìn tiểu lưu với ánh mắt khen ngợi. Tần Lâm chế giễu trong lòng, bà Âu Dương Diễm Diễm này đúng là không biết tốt xấu, đổi trắng thay đen không nói, còn ép Trúc Linh Linh đến đường cùng. Vốn dĩ bọn họ đến đây để hỏi tội, nhưng hiện giờ lại bị phản kích, bà già này đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm. Nhưng Tần Lâm mới không mắc bẫy bà ta, các người có thể khống chế Trúc Linh Linh, nhưng còn lâu mới quản được anh. Bốp, bốp, bốp. Tần Lâm bỗng nhiên vung tay tát mạnh vào mặt Âu Dương Diễm Diễm, Âu Dương Diễm Diễm bị tát túi bụi, mặt mũi quay cuồng. Bà đã yêu cầu đặc biệt như thế, thì tôi chắc chắc phải thỏa mãn bà rồi. Nhìn cái gì mà nhìn? Thấy chưa đủ mạnh à? Tần Lâm cười nói. Âu Dương Diễm Diễm bị Tần Lâm đánh đến mức toàn thân run lẩy bẩy,
Trúc Minh cũng không dám nói lời nào, cảm giác bị đánh khi nãy vẫn còn y nguyên trong đầu, nếu Trúc Minh dám nói, Tần Lâm chắc chắn sẽ tẩn ông ta lần nữa. Bà già kia, nhìn cái gì mà nhìn, đây là bà bảo tôi đánh mà, cũng đâu có đánh chết, có gì ghê gớm chứ, cũng đâu có bị làm sao. Xin lỗi, tôi ra tay hơi mạnh, ha ha ha. Bà già, bà yên tâm, tôi ra tay có chừng mực, không đánh chết bà được đâu. Tần Lâm nói với bộ dạng lười biếng. Ngay cả Trúc Linh Linh cũng sững sờ, cái tát này của Tần Lâm quả thật sảng khoái quá. Âu Dương Diễm Diễm tức giận trợn mắt, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Cậu muốn tôi tức chết à? Trúc Linh Linh, cái đứa cháu khốn nạn này, phụt. Âu Dương Diễm Diễm bị tát sưng tím mặt mũi, và quan trọng hơn cả, là tức đến mức lập tức lăn đùng ra hôn mê. Tần Lâm nhanh chóng nhấn vào huyệt nhân trung của bà ta. Âu Dương Diễm Diễm khó khăn mở mắt, thấy Tần Lâm đang nhìn chằm chằm thì sợ chết khiếp. Bà già, bà yên tâm, tôi là thần y, có tôi ở đây, bà muốn chết cũng không nổi đâu. Thao tác của Tần Lâm bỗng nhiên trở nên mạnh bạo, khiến bà ta muốn chết cũng không xong. Sau khi ăn một phát tát, Âu Dương Diễm Diễm tức đến hôn mê, rồi lại bị Tần Lâm cứu dậy. Các người! Bà ta run rẩy chỉ ngón tay vào Tần Lâm và Trúc Linh Linh thở hổn hển, nói không nên lời. Trong lòng Trúc Linh Linh vẫn cảm thấy có phần lo lắng, vì dù sao đây cũng là bà nội cô, nhưng nghĩ đến vừa nãy bà ta chỉ muốn đạp cô xuống vũng bùn thì lại cảm thấy tức giận không thôi. Cô đã cố gắng hết sức vì nhà họ Trúc, cuối cùng còn bị người ta hãm hại, đã thế, lại còn bị bà nội bỏ mặc, ai có thể bình tĩnh nổi chứ? Trúc Linh Linh đã nhân từ lắm rồi, nếu là Tần Lâm thì kết quả hiện giờ đã không như này, anh đã sớm xử lý sạch đám người này, đuổi ra khỏi gia tộc rồi. Vì quyền lực và ham muốn, để có thể ngồi lên vị trí thống trị nhà họ Trúc, ông ta mới hợp tác với người kia để hãm hại Trúc Linh Linh, hiện giờ nói gì cũng đã muộn rồi, giờ ông ta chỉ cảm thấy sợ hãi, sợ Tần Lâm. Cơn đau da thịt này không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi, sự hành hạ của Tần Lâm đối với Trúc Minh mà nói là quá khủng khiếp. Là Chu Vô Cực của nhà họ Chu, là cậu ta bảo tôi làm, cậu ta nói nếu tôi không làm thì sẽ không tha cho tôi, đứng trách tôi, tất cả là do cậu ta ép tôi. Trúc Minh vừa khóc vừa nói. Đưa địa chỉ nhà họ Chu cho tôi là được, không cần nói nữa, tôi bảo các người đến không phải để ra mặt thay tôi, các người cũng không có bản lĩnh đấy, hôm nay tôi phải giết nhà họ Chu, chúng dám động đến người phụ nữ của tôi sẽ khiến chúng phải trả giá. Tần Lâm quay người rời đi, để bốn người ở lại, sắc mặt ai cũng rất khó coi. Phải làm sao đây, tiểu sư huynh muốn liều một phen với nhà họ Chu ư? Tôn Kiến Dân cười đau khổ. Lời nói của ông ta chẳng có tác dụng gì, bây giờ tiểu sư huynh nhất quyết không thương lượng với họ, cứ như thế sẽ lành ít dữ nhiều. Dám động đến người phụ nữ của tiểu sư huynh thực sự tức giận rồi, xem ra chúng ta phải nghĩ cách thôi, mặc dù thực lực của tiểu sư huynh rất mạnh, nhưng muốn một đấu 100, giết nhà họ Chu là điều không thể nào. Tôn Kiến Dân trầm giọng nói, bây giờ tôi sẽ về huy động người, tuyệt đối không thể để Tần Đại Sư xảy ra chuyện được. Bùi Lương nói, tôi cũng thế, nếu như Tần Đại Sư có mệnh hệ gì tôi sẽ liều với chúng. Đoàn Bảo Đông khẽ quát lên. Đừng nóng vội, để tôi hỏi nhị sư huynh trước đã, thân phận của nhị sư huynh chắc đủ để trấn áp bọn chúng, cho dù tiểu sư huynh không đấu lại được thì bọn chúng cũng không dám làm gì cậu ấy. Tôn Kiến Dân trịnh trọng nói, ánh mắt vô cùng phức tạp, trước giờ ông ấy chưa từng thấy ánh mắt đáng sợ như vậy của tiểu sư huynh. Lần này cho dù thắng hay thua thì chắc chắn sẽ gây ra cú chấn động lớn ở thành phố Đông Hải. Tần Lâm đi thẳng đến nhà họ Chu theo địa chỉ mà Tôn Kiến Dân gửi. Khu vực ngoại ô thành phố Đông Hải cách thành phố rất xa, được coi là khu biệt thự ngoại ô, 6 căn biệt thự của nhà họ Chu liền nhau, cây xanh bao phủ xung quanh, vô cùng xa hoa. Quả nhiên là khu nhà kín cổng cao tường của người giàu sang quyền thế, có 2 tên đứng canh gác trước cửa. Đứng lại! Anh tìm ai, đến đây làm gì? 2 tên gác cửa lạnh lùng quát lên. Tôi tìm Chu Vô Cực. Tần Lâm lạnh lùng nói. Thì ra là tìm Chu thiếu gia, sao không nói sớm? Tên gác cửa sững sờ. Nhưng mà anh tìm Chu thiếu gia để làm gì? Nói cho chúng tôi để chúng tôi đi thông báo, nhà họ Chu không phải là nơi ai đến được. Tên gác cửa vênh váo nói. Đến lấy đầu của anh ta. Tần Lâm mỉm cười. Mặt 2 tên vệ sĩ lập tức biến sắc, phẫn nộ nhìn anh. Mau cút đi,
tên khốn nạn chui từ đâu ra vậy, to gan dám nguyền rửa Chu thiếu gia nhà bọn tao, mày muốn chết à? Tên gác cổng quát lên. Không biết điều, mau cút khỏi đây, đừng ép tao phải ra tay. Sắc mặt hai tên gác cổng u ám, chúng không ngờ tên này đến đây để kiếm chuyện, lúc này thân là người gác cổng chắc chắn không thể bất cẩn được, chúng cầm chiếc dùi cui điện trong tay rồi khua trước mặt Tần Lâm. Bịch, bịch, dưới hai cú đấm vào giữa mặt tiền của Tần Lâm, hai tên gác cửa ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Tần Lâm một tay kéo đứt khóa ở cổng, mở cửa bước vào. Nhà họ Chu rất sạch sẽ khang trang, hoàn toàn không giống biệt thự, sáu căn biệt thự lớn san sát nhau nhưng vẫn có sự độc lập, vô cùng khí chất, không hề thua kém trang viên Thanh Mai của Tần Lâm, có điều võ đạo thế gia rất khiêm tốn, không thể hiện quá nhiều với bên ngoài, vậy nên mới không ai biết đến. Sau khi giải quyết xong hai tên gác cửa, bẻ khóa cổng, chuông cảnh báo xung quanh lập tức vang lên. Lập tức trong biệt thự có rất nhiều người xuất hiện lao về phía cổng. Tổng cộng có mười mấy tên thanh niên bao vây Tần Lâm. Khốn kiếp, mày là ai mà dám lao vào nhà họ Chu của bọn tao, muốn chết đúng không? Tên danh con không biết trời cao đất dày, tao thấy mày chán sống rồi đúng không? Sắc mặt đám đông u ám, nhìn về phía Tần Lâm, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Gọi Châu Vô Cực ra đây, tao muốn hắn phải đền mạng cho người phụ nữ của tao. Tần Lâm lạnh lùng nói. Đùa à, mày là cái thá gì chứ? Ha ha ha, bảo anh Vô Cực đền mạng cho mày, não bị úng rồi phải không? Đây là nhà họ Chu, mày muốn chết thì để tao tác thành cho mày. Một tên thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, tung cú đấm về phía Tần Lâm. Tần Lâm bình thản, né người qua một bên, tiện thể tung nắm đấm đánh vào giữa lưng tên đó, hắn lao về phía trước rồi ngã nhào xuống đất, gào lên một tiếng. Mẹ kiếp, mày dám đánh tao? Chu Phúc phẫn nộ, cú đấm này khiến toàn thân anh ta ớn lạnh, giận sôi máu, sắc mặt vô cùng khó coi, anh ta đã bị mất hết thể diện trước mặt sư huynh, sư đệ. Lẽ nào tao còn đứng đây đợi mày đánh sao? Tần Lâm cười khẩy, tất cả người nhà họ Chu đều vô cùng tức giận. Đánh cho tôi, tên này đến kiếm chuyện. Chu Phúc quát lên, đám người ở bên cạnh đồng loạt lao lên. Tuyệt đối không thể tha cho chủ nhân của hắn, tên này đến kiếm chuyện, tôn nghiêm nhà họ Chu chúng ta không thể dễ dàng bị xâm phạm được. Chu Phúc khóc lóc nói, anh ta bị Tần Lâm đánh gãy tay chân, bây giờ đang vùng vẫy gắng gượng bò dậy. Giao Chu Vô Cực ra đây, nếu không tôi sẽ trừ khử nhà họ Chu các người. Tần Lâm lạnh lùng nói. Ha ha, đúng là ăn nói ngông cuồng, cậu tưởng mình là ai chứ? Còn định trừ khử nhà họ Chu sao, cho cậu mượn 10 cái gan cậu cũng không dám, không nói đến việc dám hay không, cậu có bản lĩnh đấy sao? Nhà họ Chu tôi muốn giết cậu thì dễ như trở bàn tay. Bây giờ người ngông cuồng tự phụ đúng là ngày càng nhiều, đến khiêu khích nhà họ Chu tôi thì không nói làm gì. Đằng này lại còn bảo bọn tôi giao người, tôi thấy đầu óc cậu có vấn đề rồi đấy. Thiên đường có lối không đi, cậu lại tự đâm đầu vào địa ngục không cửa, cái đồ không biết tự lượng sức mình. Người nhà họ Chu khinh bỉ nhìn Tần Lâm, trong mắt họ anh chỉ là con kiến hôi. Tần Lâm quả thật là cậu, cậu dám đến họ Chu tôi gây chuyện, cậu muốn chết đúng không? Chu Vô Cực xuất hiện trong đám đông, nói với ánh mắt u ám. Cuối cùng anh cũng chịu ra rồi à? Tần Lâm điềm đạm nói. Ra thì sao, cậu còn muốn nhắm vào nhà họ Chu tôi à? Bây giờ cậu đã ra tay đánh người rồi thì đừng mong rời khỏi đây, nhà họ Chu tôi không phải nơi mà ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Chu Vô Cực cười khẩy. Cháu trai, có chuyện gì vậy? Chu Thái Lai nói, với thân phận là chủ nhà họ Chu, vậy mà bây giờ có người đụng đến gia tộc, đương nhiên ông ta sẽ không thể bỏ qua. Ông nội! Cháu cũng không định nói với mọi người ân oán cá nhân giữa cháu và cậu ta, nhưng không ngờ cậu ta lại tự tìm đến đây, vậy thì nhà họ Chu chúng ta quyết không nhún nhường. Chu Vô Cực nói. Đúng thế, anh Vô Cực nói phải, bây giờ người ta đã dẫm lên đầu chúng ta rồi, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Có người chêm vào. Vô Cực, đây là việc của cháu, vậy thì để cho mấy đứa tự giải quyết, cứ giết người này đi là xong. Chu Thái Lai bình tĩnh nói. Vâng, ông nội. Chu Vô Cực thoáng nhoẻn miệng cười âm hiểm, sau đó quay về phía Tần Lâm. Xem ra nhà họ Chu các người đúng là ức hiếp người quá đáng. Ở trong mắt các người thì người bình thường không đáng giá chút nào sao? Nói giết là giết à, vậy thì hôm nay tao có thể đại khai sát giới được rồi.
Tần Lâm giận quá hóa cười. Ha ha ha, Tần Lâm, ngay thời khắc mà mày đặt chân vào nhà họ Chu thì chắc chắn mày sẽ chết rồi. Chu Vô Cực cười nhạo. Cho dù có chết thì tao cũng sẽ lôi mày theo làm ghế đệm cho tao. Ngay lúc mày dám động vào người phụ nữ của tao thì tao đã xác định nhà họ Chu mày toang rồi. Tần Lâm đứng khoanh tay, cho dù có phải đối mặt với tất cả người nhà họ Chu thì anh cũng không chút sợ hãi. Vô Tâm, Vô Ngần, Vô Trì, Vô Bình, cả bốn xông lên đi, giết chết con chó ngông cuồng này đi, tiễn nó về miền cực lạc. Chu Vô Cực bước lên ép sát Tần Lâm, ngay lúc này, bốn anh em phía sau lập tức cùng ra tay, bao vây Tần Lâm lại. Chu Vô Cực biết được sự lợi hại của Tần Lâm, đương nhiên một mình anh ta không phải đối thủ, nhưng năm người cùng xông lên thì chưa chắc là không được, năm người bọn họ sao có thể so với 10 tên vô dụng kia được chứ? Anh cứ nhìn cho kỹ đi Vô Cực. He he he, vừa hay tay chân em cũng đang ngứa ngáy. Giết gà thì cần gì dùng dao chặt bò, xem ra hôm nay chúng ta phải chơi với hắn một trận rồi. Đúng là nhìn vậy chứ không phải vậy. Ha ha ha. Chu Vô Cực và những người khác vây quanh Tần Lâm, nói một cách chế nhạo, lúc này ai nấy đều cười chế giễu như được mùa. Chuyện đề cử, cưng chiều cô vợ quân nhân. Ánh mắt Chu Vô Cực đanh lại, anh ta chỉ đợi thời khắc này thôi, bản thân không phải đối thủ của Tần Lâm, nếu như tìm người đến giải quyết Tần Lâm thì sẽ bị cười nhạo mất. Vậy nên Chu Vô Cực mới ra tay với người phụ nữ của Tần Lâm, nếu như anh có đủ kiêu ngạo và dũng khí thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó dám đến nhà họ Chu thì anh nhất định sẽ chết. Gậy ông đập lưng ông, đây chính là kế của anh ta, nếu như Tần Lâm không dám đến thì mỗi việc Chu Vô Cực giết người phụ nữ của anh thôi cũng đủ thấy hả dạ rồi, nhưng xem ra anh thật sự dám đến nhà họ Chu để tính sổ, vậy chẳng phải sẽ càng vui hơn sao? Tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của Chu Vô Cực, đã bước chân vào nhà họ Chu thì còn muốn sống mà rời đi sao? Đúng là mơ tưởng. Kích động chính là quỷ ma. Tần Lâm nhất định sẽ phải trả giá cho sự nóng nảy của mình, muốn chống lại nhà họ Chu sao, Tần Lâm cũng xứng à. Chiêu thức của tên này không tầm thường, mọi người cẩn thận một chút, đừng khiến mình bị thương. Chu Vô Cực trầm giọng nói. Yên tâm đi, anh Vô Cực, mấy người chúng ta kết hợp lại thì đến cả cao thủ trẻ ở Đông Hải có mấy ai đánh lại chứ? Ngoài anh cả ở Đế Đô ra thì có ai là đối thủ của chúng ta nữa đây? Chu Vô Ngần cười khẩy, lập tức ra tay đầu tiên. Cả năm người vây chặt Tần Lâm, khiến cho anh tiến thoái lưỡng nan. Hay lắm nhà họ Chu, hôm nay tao sẽ cho bọn mày phải trả giá về những gì đã làm. Tần Lâm siết chặt nắm đấm, vung mạnh xoẹt qua không trung. Cẩn thận! Chu Vô Cực quát lên, nhưng đã quá muộn, cú đấm đầu tiên của Tần Lâm đã đánh trúng vào vai Chu Vô Ngần. Một tiếng, rắc, vang lên, xương vai của Chu Vô Ngần lập tức bị gãy. Cú đấm của Tần Lâm quá mạnh mẽ, cứng như đá vậy. Đánh xuống một phát liền khiến cho sắc mặt Chu Vô Ngần tái mét, căn bản còn không kịp tránh. Chu Vô Ngần đánh trả nhưng Tần Lâm vẫn không thèm né tránh, vừa xoay người thì sức lực dường như đã mất đi một nửa, thúc cùi trỏ một phát thì lồng ngực đã chịu không nổi, Chu Vô Ngần phụt máu tại chỗ, lảo đảo ngã xuống đất. Nhanh, chuẩn, mạnh, mỗi một chiêu đều vô cùng bá đạo, chính xác đến từng ly từng tí, không chút sơ hở. Mặt tất cả mọi người lập tức biến sắc. Bốn người Chu Vô Cực còn chưa kịp đánh trả thì Chu Vô Ngần đã ngã xuống đất. Không chỉ có bọn họ, mà tất cả các bậc tiền bối đang xem cũng mặt mày thất kinh, không ngờ tên nhóc này lại ra tay tàn nhẫn như vậy, hơn nữa tốc độ cũng quá khó để nắm bắt. Giết! Chu Vô Cực lúc này bọn họ đang ở sau lưng Tần Lâm, Chu Vô Ngần tức khắc gào lên, thúc đẩy bọn họ. Vừa rồi hắn vô cùng kiêu ngạo, nhưng người ngã xuống đầu tiên cũng chính là hắn. Chu Vô Cực biết rằng mình không thể cho Tần Lâm cơ hội phản công nào, bốn người tám quyền đánh xối xả như mưa về phía Tần Lâm. Nhưng Tần Lâm vẫn có thể tóm được nắm đấm của bọn họ, lại còn rất thong thả, áp lực của bốn người này đối với anh chẳng là gì, ngay cả bọn họ cũng không thể ngờ tới. Mau, Chu Thương, mau đi cứu Vô Cực. Chu Thái Lai hét lên, đồng tử co lại, Chu Vô Cực là cháu trai mà ông ta yêu quý nhất, lúc này lại bị người ngoài hành hạ như vậy. Đương nhiên sẽ vô cùng tức giận, người nhà họ Chu ai nấy cũng đều nóng máu sôi gan, đã kiếm chuyện ở nhà bọn họ thì nhất định sẽ phải chết. Đừng mong làm hại cháu tao. Ánh mắt Chu Thương đanh lại, sát khí đằng đằng nhìn về phía Tần Lâm. Bịch, thêm một cú đấm nữa, Tần Lâm không chút do dự đánh gãy mắt cá chân của Chu Vô Cực, làm cho anh ta đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại, đau đớn ngồi xổm xuống đất.
Tần Lâm đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Chu Thương đã ép sát mình rồi. Cút! Tần Lâm vung chiêu, lập tức khiến cho Chu Thương lùi về phía sau hơn 10 mét, ánh mắt đanh lại. Quả thật đáng sợ. Chu Thương vô cùng kinh ngạc, ông ta hoàn toàn không thể ngờ Tần Lâm lại mạnh như thế, chẳng trách cả năm người Chu vô cực vẫn không thể đánh bại anh. Ai xông lên thì người đó chết. Tần Lâm lạnh lùng nhìn, anh lại lần nữa tung ra những nắm đấm như vũ bão, khiến cho Chu Thương không cách nào đánh trả. Qua lại hơn 10 chiêu thì Chu Thương cảm thấy những cú đấm của Tần Lâm giống hệt như thép vậy, làm cho hai cánh tay ông ta thật sự tê dại, căn bản không cách nào đánh chết Tần Lâm được. Đánh không lại. Chu Thương bỗng thầm nghĩ, thực lực của ông ta chắc chắn phải đứng trong top 5 của nhà họ Chu, vậy mà ngay cả bản thân cũng không đánh lại anh, xem ra tên nhóc này khó nhằn đây. Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục, còn không mau ra tay, còn đợi gì nữa chứ? Chu Thương hét lên với ba người anh em bên cạnh, lúc này bọn họ nhất định phải tập hợp lại để tấn công, ông ta không thể làm gì Tần Lâm nữa rồi, hơn nữa nếu cứ tiếp tục đánh thì kết cục của Chu Thương cũng sẽ như Chu Vô Cực. Ba người đều sửng sốt, đương nhiên bọn họ biết Chu Thương đánh không lại, nếu không thì sao ông ta lại bảo ba bọn họ cùng ra tay chứ? Vì để an toàn nên ba người bọn họ đều tham gia trận chiến mà không cần do dự. Tôn nghiêm của nhà họ Chu không thể bị xâm phạm được. Bây giờ Chu Vô Cực và những người khác lần đều lượt ngã xuống, ngay cả Chu Thương cũng đang cố gắng giằng co, lộ ra vẻ rất căng thẳng, ông ta có thể đấu với Tần Lâm hơn 10 chiêu thì bản lĩnh đã lớn lắm rồi. Bốn người hợp lực lại, rốt cuộc mới có thể ổn định được tình hình, Tần Lâm một mình đấu bốn, nhưng vẫn không hề tỏ ra biểu hiện gì, cũng không quan tâm gì đám người này. Một đám ô hợp, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Chu Thái Lai cảm thấy khá nghiêm trọng. Chu Thương không phải là đối thủ của anh sao, hiện tại có bốn người mới có thể làm ổn định tình hình, vậy tên này này có lai lịch gì đây? Trước khi Chu Thái Lai kịp định thần lại, Tần Lâm đã thể hiện sức mạnh của mình, lúc này anh lại lần nữa đánh một cú mạnh mẽ lên Chu Thái Lai và những người khác. Chu Thương và những người khác có dùng cả hai nắm đấm cũng không thể địch lại được một chưởng của Tần Lâm, anh quá mạnh nên đánh dễ như trở bàn tay. Chu Thương cảm thấy mỗi cú chưởng mà Tần Lâm đánh ra dường như có thể làm cho hai tay ông ta bị gãy, thế nên Chu Thương bất giác lùi về sau, muốn rời khỏi trận chiến, nhưng Tần Lâm lại không muốn tha cho ông ta, lập tức đá một phát vào cằm Chu Thương, ông ta bị đá văng ra, cả người nằm trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thương Nhi! Chu Thái Lai tức giận gào lên, ngay lúc ngẩng đầu lên thì ba người con trai còn lại cũng bị Tần Lâm đánh ngã xuống đất. Mỗi cú đá giáng xuống là một tên nằm la liệt, sùi cả bọt mép, gân cốt đứt gãy, tất cả đều đã bị Tần Lâm đạp lên cánh tay và đùi. Trông vô cùng thê thảm. Cảnh tượng này, tao tặng cho mày đấy. Tần Lâm liền đá về hướng Chu Vô Cực, sắc mặt Chu Vô Cực lập tức trở nên trắng bệch, không thể tin được, nhưng cú đá này lại làm cho anh ta hoàn toàn tuyệt vọng. Tần Lâm đã đá gãy hai cánh tay anh ta, lần này bị phế thật rồi. Bản thân cũng đã trở thành kẻ tàn phế. Hơn nữa, một cú đá giáng xuống cũng đủ khiến máu xương anh ta trộn lẫn vào nhau, lại còn bị ép xẹt xuống, người ở đây có ai mà không nôn ọe, máu thịt vương vãi như bùn. Chu Vô Cực trợn tròn mắt, bây giờ anh ta chỉ muốn ngất đi mà thôi, nhưng Tần Lâm lại không hề cho anh ta cơ hội đó. Bịch bịch bịch, những nắm đấm giáng xuống hoàn toàn làm tan xương nát thịt. À, tao phải giết mày, thằng khốn, mày dám hại cả nhà họ Chu tao. Tao phải chặt mày ra thành trăm nghìn khúc. Chu Thái Lai cuối cùng cũng tức giận, tên khốn này đã liên tục làm bị thương nhiều người nhà họ Chu như thế, đây mà mối thù không đội trời chung. Nhà họ Chu còn gì là mặt mũi nữa đây? Nếu biết có ngày hôm nay thì lúc đầu sao lại làm? Nhà họ Chu các người cho rằng cả thành phố Đông Hải này phải nghe các người à? Đúng là ngông cuồng, cuối cùng thì cũng phải trả giá thôi. Tần Lâm điềm tĩnh nói. Người nhà họ Chúc có người thì sợ hãi, có người lại run rẩy, một mình Tần Lâm đã khiến cho bọn họ lâm vào cảnh tuyệt vọng. Xem ra tao phải cho mày biết tay rồi, 10 năm rồi tao cũng chưa từng ra tay với ai, nếu như không xử thằng nhóc mày thì nhà họ Chu sẽ trở thành trò cười cho cả thành phố Đông Hải này mất. Chu Thái Lai tức giận quát. Ông già, tôi khuyên ông đừng nên động tay chân làm gì, tôi là người kính dạ yêu trẻ đấy, đừng bắt tôi phải làm cho ông nửa đời sau phải sống chết trên giường. Hôm nay tôi đến đây chỉ cần lấy đi mạng của Chu Vô Cực, nếu như các người không biết điều thì tôi sẽ không nương tay đâu. Ánh mắt Tần Lâm lạnh như băng. Khốn kiếp, dám ở nhà họ Chu khua tay múa chân, mày nghĩ mày là ai?
mày có thể sai khiến được tao sao? Tao là người đứng đầu nhà họ Chu đó, chỉ dựa vào thứ khốn như mày mà cũng xứng trả giá với tao à? Chịu chết đi! Chu Thái Lai tức giận nhìn Tần Lâm, sau đó từng bước ép sát anh, sát khí đằng đằng. Tao sẽ để cho mày thấy vô ảnh quyền của nhà họ Chu lợi hại cỡ nào. Chu Thái Lai tuy đã lớn tuổi nhưng ra đòn rất nhanh và cực kỳ dữ dội, chiêu thức của ông ta vẫn đang áp sát Tần Lâm, trên người đằng đằng sát khí. Lúc này đây, thế hệ trẻ của nhà họ Chu đều ngã xuống đất, vậy nên chỉ còn mỗi Chu Thái Lai tiếp chiêu với Tần Lâm, tôn nghiêm của nhà họ Chu không thể dễ bị xâm phạm như vậy được. Nếu không giết chết thằng nhóc này thì sao sau này nhà họ Chu bọn họ có thể số được ở thành phố Đông Hải nữa chứ? Có ai còn quan tâm bọn họ nữa đây? Chu Thái Lai bị đánh đến mức răng chạy tán loạn, nhưng toàn bộ người nhà họ Chu đều không làm gì cả. Còn không mau xông lên. Chu Thái Lai tức giận quát, khiến cho tất cả cao thủ nhà họ Chu cùng nhau xông lên. Lại còn chơi chiến thuật với tôi à? Đám rác rưởi mấy người không xứng đâu. Tần Lâm chế nhạo. Đối mặt với mấy chục cao thủ của nhà họ Chu, sắc mặt của anh vẫn không thay đổi mà trở nên hưng phấn hơn, lúc này tốc độ của anh càng nhanh, suýt chút nữa một cước đè bẹp tất cả mọi người, không ai có thể bắt được Tần Lâm dù chỉ một chiêu. Trước mặt anh, người nhà họ Chu giống như một đám trâu chó, Tần Lâm vẫn không hề nương tay, hầu như mỗi chiêu của anh đều khiến từng tên ngã xuống đất, kêu gào thảm thiết, không ai có thể thoát khỏi Tần Lâm, không bị gãy xương thì là đứt gân, hơn nữa đó là chấn thương vĩnh viễn. Không chỉ đơn thuần là gãy xương. Làm sao có thể chống lại sức mạnh của Tần Lâm được? Chưa đầy 5 phút đã có mấy chục người nằm la liệt trên sàn nhà, máu me đầm đìa, ngoại trừ những người phụ nữ run rẩy đứng nhìn ở đằng xa thì không có một người đàn ông nào có thể đứng dậy được. Lúc này trong lòng Chu Thái Lai hoàn toàn tuyệt vọng, ông ta biết nhà họ Chu lần này coi như xong rồi, đã bị mất mặt quá lớn. Chuyện tốt không ai hay nhưng chuyện xấu lại đồn xa. Không bao lâu nữa bọn họ sẽ trở thành trò cười cho cả thành phố Đông Hải. Đến lúc đó nhà họ Chu thật sự sẽ không còn chỗ đứng, hai gia tộc võ đạo kia nhất định sẽ giễu cợt bọn họ, thậm chí sẽ nhân cơ hội ra tay, nhà họ Chu chắc chắn sẽ là bại tướng dưới tay của bọn họ, những người này không thể nào khôi phục thực lực như lúc trước được nữa, nhà họ Chu đã xác định toang rồi. Chu Thái Lai hai mắt đầy vệt máu, sắc mặt xám xịt như chết, trời sắp diệt nhà họ Chu tôi rồi. Bây giờ còn ai có thể chiến đấu với tôi nữa không? Ngẩng đầu lên tôi xem nào. Tần Lâm giễu cợt nói, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Người nhà họ Chu không ai dám ngẩng đầu nhìn Tần Lâm, đó không phải là muốn tìm cái chết sao? Chu Thái Lai nghiến răng, thảm họa lần này của nhà Chu nhất định sẽ trở thành vết nhơ trong lịch sử gia tộc bọn họ. Thằng nhóc, mày sẽ phải hối hận đấy, đợi cháu tao trở về thì mày nhất định sẽ bỏ dưới chân nhà họ Chu của tao. Chu Thái Lai hung ác nói. Vậy sao, vậy thì tôi có thể không đợi được ngày đó rồi, hôm nay chính là một bài học cho nhà họ Chu các người, nhưng nhất định tôi phải lấy mạng Chu Vô Cực. Tần Lâm không giết những người còn lại của nhà họ Chu, dù gì thì không phải ai cũng đáng chết, nếu giết nhiều người như vậy thì Tôn Kiến Dân nhất định sẽ bị liên lụy, khi đó Tần Lâm cũng sẽ không yên lòng. Tần Lâm không hề quan tâm đến sống chết của những người này, nhưng giết hay không thì cũng chẳng có gì khác biệt. Ai ai cũng bị anh đánh cho tàn phế cả rồi, sau này cho dù có hồi phục thì cũng chỉ là người tàn phế. Nhưng Chu Vô Cực phải chết. Đừng giết tao, đừng. Tần Lâm, mày không thể giết tao được. Chu Vô Cực sợ hãi đến chết đi sống lại, anh ta không ngừng đưa tay chống đỡ, lui về phía sau, cả người giống như chảy gỗ vậy, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Tần Lâm quá tàn nhẫn và mạnh mẽ, anh đã dạy cho người nhà họ Chu một bài học. Lúc này Chu Vô Cực mới nhận ra Tần Lâm thực sự đến để giết mình. Anh ta vốn muốn dùng thực lực của nhà họ Chu để đè bẹp Tần Lâm, nhưng không ngờ đối phương lại kinh khủng đến vậy, hoàn toàn không quan tâm đến sức ép của anh ta, ngược lại còn xử luôn Chu Vô Cực. Điều này càng khiến cho Chu Vô Cực hoảng sợ. Không được, mình không thể chết, mình không thể chết. Mình là người kế thừa nhà họ Chu, không thể chết được. Chu Vô Cực khổ sở van xin. Nhưng Tần Lâm hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của anh ta. Ngay từ khi mày hãm hại người phụ nữ của tao thì mày nên biết kết cục này. Kẻ sát nhân sẽ luôn bị giết, hôm nay mày sẽ phải chết. Nếu muốn trách thì hãy trách mày đã dây vào người mà mày không nên dây vào. Ánh mắt Tần Lâm sắc như dao, từng bước tiến tới gần Chu Vô Cực, trong lòng anh ta không ngừng run rẩy, miệng thầm lẩm bẩm. Không không, không, đừng giết tôi.
Tần Lâm như thể bước vào chốn không người, lập tức đá văng não Chu Vô Cực ra ngoài, máu bắn tung tóe, vô cùng kinh khủng. Người nhà họ Chu không đành lòng nhìn cảnh tượng này, cú đá này thực sự quá tàn nhẫn. Chu Vô Cực trực tiếp bị đá chết, cảnh tượng này cũng máu me và bạo lực quá rồi đó. Nhưng bây giờ người nhà họ Chu đều đã học được thế nào là thông minh, chuyện không liên quan đến mình cũng không dám xía vào nữa, bọn họ căn bản không thể lo được nhiều như vậy, bởi vì một mình Chu Vô Cực cũng đủ khiến Tần Lâm xử sạch đám đàn ông trong nhà họ Chu rồi, một bài học như vậy đã làm cho bọn họ không ghét Tần Lâm, mà là hận Chu Vô Cực. Bởi vì bọn họ sợ Tần Lâm như sợ cọp, dù có hận anh thì có thể làm gì được đây? Chẳng phải tự biến bản thân thành người tàn tật sao? Nhưng tất cả những chuyện này đều là do Chu Vô Cực gây ra, sao lại dây vào sát tinh làm gì chứ? Bắt đầu rồi sao? Hình như xong hết rồi. Chúng ta đến muộn rồi. Tần đại sư ngầu quá đi. Một gia tộc võ đạo mà to nhanh như vậy sao? Không ít đàn em hít thở không thông, nhiều người đã từng thấy sự lợi hại của Tần đại sư, nhưng dù sao cũng chỉ là con số nhỏ. Tần đại sư bây giờ đang giải quyết nhà họ Chu, khiến cho mấy chục cao thủ đều biến thành vũng bùn dưới bàn tay anh, sức mạnh này cũng kinh quá rồi đó. Trước khi bọn họ đến đây, Bùi đại ca và ông chủ đoàn đã nói rằng đây chắc chắn sẽ là một trận chiến khó khăn, bởi vì bọn họ đang đối đầu với những người xuất thân từ gia tộc võ đạo, tất cả đều là những cao thủ võ thuật hàng đầu, nhưng trước mặt Tần đại sư thì họ đều như đống phân nhũn vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.